Thưa các bạn, cuộc sống của một nàng dâu sẽ như thế nào khi vừa bước chân vào nhà chồng đã phát hiện ra một người bố chồng độc ác, tham của hơn cả tỷ thân, một đứa em chồng nanh nọc, đố kỵ và một người mẹ chồng nhu nhược cam chịu. Chỉ vì tiền mà bố chồng và em chồng có thể bán rẻ nhân cách của mình, bán rẻ tỷ thân để đẩy những người thân yêu của mình rơi vào hố sâu tuyệt vọng, chiếm đoạt tài sản, thậm chí là nguy hại đến cả tính mạng. Nhưng lưới trời lồng lộng, luật nguyên quả luôn báo ứng không chừa một ai. Họ có biết quay đầu mà nhìn lại để nhận ra lỗi lầm của mình, để sửa sai hay không? Sau đây, chúng ta hãy cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện Nàng dâu bá đạo ngay sau đây nhé. Nhà ông Bình bà Lan hôm nay đám cưới cho con trai cả là anh Hưng. Anh này năm nay 26 tuổi. Hưng không quá nổi bật, học xong cấp 3 anh đi làm công nhân đến tận bây giờ. Tuy như thế, chẳng có gì đáng tự hào, nhưng so với ở một vùng quê nghèo thì đã là ổn định, mà cơ bản thì Hưng lại được tiếng là ngoan. Chẳng là 2 năm trước, thấy con trai chẳng ngấp nghé yêu ai, bà Lan sốt ruột đánh tiếng, nhờ mai mối. Rồi qua giới thiệu, anh cũng quen biết được một cô gái và yêu tên là Hà. Cô khi ấy vừa học xong cấp 3, nghĩa là vừa tròn 18, hai nhà cách nhau có 5 km nên không phải yêu xa. Tình cảm của họ được vun đắp qua thời gian, đặc biệt là hai bà mẹ hết sức ủng hộ. Riêng về ông Hưng thì ông ta có chút không bằng lòng. Mấy lần Hà về chơi, tuy không làm ông phật ý, nhưng ông ta lại chinh người yêu của con trai hơi bé, sợ cô không khỏe rồi lại ảnh hưởng tới nòi sống của nhà ông ta. Nhưng đó là suy nghĩ trong đầu, chứ ông ta chưa từng biểu lộ thái độ. Ngoài vời lời nói với vợ, nhưng bà Lan lại gạt đi, bà cho rằng điều đó không có quan trọng. Còn về phía bố mẹ Hà là ông Nguyên và bà Thủy lại không muốn con gái lấy chồng sớm. Họ cho con gái đi bán hàng thuê dưới chợ huyện, 2 năm mới cho cưới, thành thử hôm nay mới làm đám cưới. Bữa tiệc diễn ra trong không khí vô cùng ấm cúng và vui vẻ, khách khứa nhộn nhịp, ai nấy luôn miệng chúc mừng hạnh phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Ở góc hôn trường, bà Tám thì thầm với bà Nụ. Nòm cô dâu xinh, trẻ đẹp, đại cát nhỉ. Về đây mà ở cùng với ông bà Bình, khái tính thì vui đáo để. Bà Nụ lại si sâm trả lời. Bà khéo lo, ông Bình có khó ưa thế nào, có tính thế nào, cũng không cầm cương được con dâu. Nhìn mặt nó xem, chẳng hiền đâu. Rồi đấy mà xem, nhà người ta có chuyện mẹ chồng chiến tranh với con dâu. Nhà này, rồi cũng có xung đột nàng dâu với bố chồng. Gì chứ các lão Bình, chỉ thua đàn bà cái váy. Hai bà buôn chuyện có tiếng ở xóm cứ xì xào qua lại mãi. Rồi tiệc cưới cũng kết thúc, khách cũng lần lượt ra về, chỉ còn lại người thân ở lại phụ dọn dẹp và rửa bát đũa. Chẳng hiểu cái miệng bà Tám với bà Nụ độc khẩu hay người ta gọi là điềm báo mà cuộc chiến giữa ông Bình và Hà đã nổ ra thật. Ngày đúng hôm đầu tiên cô về làm vợ, làm dâu nhà này thì ông Bình đã dương nanh khiêu chiến. Vào bữa cơm tối sau đám cưới, nhẽ ra là bữa cơm đoàn viên, thì ông Bình lại mở đại hội giáo huấn phủ đầu con dâu. Ông ta lên tiếng chê trách Hà không kiêng dè và tỏ thái độ phân biệt cha mặt. Cái Hà, về làm dâu nhà này rồi thì phải lo làm lụng quán xuyến việc nhà. Từ nay em nó về chơi, không được để em nó động tay cơm nước hay bất cứ việc gì. Nó đi lấy chồng về thăm bố mẹ là quý rồi, mình làm dâu thì phải hiểu. Biết bố chồng không hài lòng khi để em gái của Hưng là con Hiên cùng nấu ăn, nên Hà cũng đành ngoan ngoãn cúi đầu đáp. Dạ vâng. Hà không dám cãi, nhưng con Hiên thì hơi ngại. Nó nói lại. Thôi bố, còn phụ chị dâu thì có sao? Ông Bình nghe thấy vậy thì mắng. Mày im đi, để bố dạy chị dâu mày, không thì nó không biết tôn ti trật tự. Bà Lan nhìn con dâu ái ngại, bà cũng biết chồng bà quá đáng, nhưng lép vế ông Bình nên không dám lên tiếng. Còn Hưng thì cãi lại ông ta. Bố hay nhỉ, đây là thời đại nào rồi? Thế cái Hiền không phải là người nhà này à? Nó đến chơi thì vụ chị dâu một tí có sao đâu. Ông Bình trợn mắt quát. Mày biết cái gì mà nói? Còn tao là con tao, còn con dâu chỉ là người phục vụ. Mày ngu như thế thì rút váy vợ thôi con ạ. Hà lúc này trong lòng uất nghẹn. Cô không ngờ bố chồng lại coi độc đến thế. Khi mà cô mới bước chân vào cửa nhà ông vài tiếng đồng hồ, cô im lặng không thèm nói gì. Mà thực ra Hà cũng không biết nói gì vào lúc này cả. Bên cạnh bà Lan thấy chồng và con trai căng thẳng, liền khuyên nhủ chồng. Thôi mà ông, con dâu nó mới về, từ từ rồi dậy. Ông Bình lại liếc mắt vợ lườm mà quát. Bà cũng im đi, các cụ nói rồi,
dạy con từ thuở con thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Thằng con bà ngu dốt thì tôi phải dạy con dâu từ khi chân ướt chân ráo về cái nhà này, kẻo mà nó lại đè đầu cưỡi cổ tôi từ đầu trở xuống. Đúng lúc ấy thì có tiếng Thành là chồng của con Hiên từ trên nhà bếp xuống chào lớn. Con đưa các cụ về rồi bố ạ. Ông Bình liền thay đổi thái độ nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng. Ông ta lại tỏ ra vui vẻ mà đáp lời con rể. À vậy à, bố cảm ơn nhé. Các cụ lớn tuổi thành thử mình phải chu đáo, tàn tiệc phải đưa các cụ lại nhà. Thành cười thảo mai. Dạ vâng ạ. Bà Lan vội mời con rể. Mau rửa tay và ăn cơm đi con. Thành khéo từ chối. Con vẫn còn no lắm. Mà hôm nay đám cưới, bác cả đâm ra con uống hơi quá chén, giờ con muốn nghỉ ngơi. Hiền biết ý, vội buông đũa phép cơm, rồi đứng dậy, nó lấy túi sách và mấy thứ đồ cá nhân, rồi chào bố mẹ để theo chồng về. Quả thực con Hiền là con cái rượu của ông Bình, nó lại lấy chồng phố huyện nên ông Bình hãnh diện về nó lắm. Con gái biếu căn thịt hay đôi dép lê là ông ta đi khoe cả xóm, cũng bởi thế ông ta rất nể con rể. Ông Bình có thể hạ khắc với vợ và con trai hay bây giờ là thêm con dâu, nhưng với vợ chồng nhà Thành Hiên thì không bao giờ. Hôm nay cũng vậy, vì sự có mặt của Thành nên ông ta không nói gì nữa, nhưng bữa cơm cũng đã vì thế mà mất vui. Còn Hiền về rồi thì ba người còn lại cũng ăn cho xong bữa rồi đứng dậy. Bà Lan lo nấu cám, Hà thì dọn dẹp, Hưng đi tắm rửa. Riêng ông Bình lúi húi chốt cửa phòng ngủ để đếm tiền mừng. Xong việc, đôi vợ chồng trẻ lên phòng riêng. Hưng lúc này cũng chỉ biết an ủi vợ, cố gắng từ từ anh thu xếp. Nếu bố quá đáng quá thì sẽ đòi ra ở riêng. Hắn nghe chồng nói vậy cũng đành gật gù cho xong chuyện, chứ cũng chẳng biết làm sao. Nhưng thử tâm, Hà đã xác định phận làm dâu của cô sẽ không hề dễ dàng đối với ông bố chồng khó ưa này. Vốn nghĩ Hà cũng phải hiếu kính và nhịn bố chồng cho yên cửa yên nhà, nếu đêm ấy cô không nghe thấy những lời ông Bình nói với vợ. Chẳng là sau cuộc động phòng thì Hưng lan ra ngủ, còn Hà lại nhà nên vẫn còn thao thức mãi. Cô định xuống bếp uống nước thì đi qua phòng của ông Bình lại nghe tiếng ông ta chỉ chiết. Tôi đã nói với bà rồi, trước khi chúng nó lên phòng phải gọi con Hà, bắt nó đưa vàng cho mình cất cơ mà. Sao bà lại không nghe? Tiếng bà Lan nói nhỏ. Hay thôi ông ạ, có được vài chỉ bố mẹ nó cho thì để nó giữ, mình đòi giữ e quá đáng. Ông Bình lại giảng dài. Nhà mình đặt vào tráp lễ những 10 triệu thì coi như là lấy lại, có gì mà quá đáng. Nhìn nó tôi đã không ưa từ đầu rồi. Chẳng qua mẹ con bà cứ quyết tâm rước nó. Nếu không đúng như bà nói, thầy phán sinh quý tử, thì mẹ con bà liệu hôn với tôi. Bà Lan lại nhún nhường thỏa hiệp với chồng. Đúng là thầy có phán thế, chứ tôi có nói bịa ra đâu. Còn chuyện vàng của con dâu, để từ từ tôi lựa lời nói với nó. Hà nghe được từng ấy câu của bố mẹ chồng mà lòng cô buồn rười rượi. Cô chán nản nhẹ nhàng quay về phòng mình. Hà lại nằm suy nghĩ cách đối phó với bố chồng. Nếu ông ta đã chẳng coi cô ra gì thì không nhất thiết cô ta phải tôn kính nữa. Dù đêm hôm trước Hà đã hẹn 5 giờ dậy, thế nhưng mới 4 giờ trời còn chưa sáng rõ thì dưới phòng khách tiếng tivi đã ầm ầm chương trình nước ngoài. Biết bố chồng cố tình bày trò để bắt dậy sớm, Hà cũng vui vẻ xuống nhà bắt đầu ngày mới. Trên chiếc ghế dài, ông Bình ung dung vừa xem phim vừa gật gù rung chân. Hà tiến lại chào bố chồng. Dạ, bố không ngủ được à? Hôm nay bố dậy sớm thế ạ? Ông Bình trả lời con dâu giọng mỉa mai. Dạ rồi, khó ngủ, mau thức, chứ không như các anh chị còn trẻ. Dạo này lại nặng tai nên phải mở loa tivi to. Người nhà cả, có gì thông cảm cho nhau. Hà nghe vậy thì nhoèn miệng cười, đáp lễ phép. Dạ không sao, con cũng đang định dậy để nấu bữa sáng. Ông Bình không đáp lại mà tắt tivi rồi đi lại vào trong phòng nằm. Hà đi vệ sinh cá nhân rồi bắt nồi để nấu mì. Lúc ấy bà Lan mới dậy, bà cũng đi đun nước pha trà. Có lẽ đây là thói quen hầu chồng của bà bao nhiêu năm qua. Nấu xong bữa, Hà gọi chồng và bố ra ăn sáng. Sau đó vợ chồng cô xin phép về bên nhà lại mặt. Gọi là lại mặt cho đúng thủ tục thôi, chứ thực chất chỉ là Hà về nhà lấy một vài đồ cần thiết. Trên đường đi, Hà bàn với Hưng. Vợ chồng mình chưa cần dùng tới, em lại cũng chẳng muốn đeo vàng làm gì. Mà nhà mình lại không có két để cho an toàn. Hay tiện thể hôm nay em về gửi mẹ cất hộ nhé. Nếu bố mẹ có hỏi, anh nói là chủ ý của anh cho ông bà khỏi nghĩ ngợi. Hưng vốn thật thà liền đồng ý với vợ. Ừ, tùy em. Hà hạnh phúc ôm chặt eo chồng. Kế hoạch của cô như vậy là đã thành công.
năm chỉ vàng không phải là quá to, nhưng cũng là bao tích cóp của bố mẹ cô, đâu có dễ để người khác lấy không như vậy chứ. Phải nói là Hà thật không hề hiền, nhưng cô khá khéo léo, cũng thuộc loại biết điều. Nếu ông Bình không làm những chuyện chướng mắt thì chắc chắn Hà sẽ không gây chiến. Cũng đúng như dự định của Hà, sau khi sang nhà mẹ đẻ, cô ở lại chơi đến trưa thì ăn cơm ở đó. Đầu giờ chiều, vợ chồng Hà cha bố mẹ và anh chị lại về bên kia. Trước khi về, cô gửi lại số vàng hồi môn cho mẹ đẻ. Bà Thủy hỏi lại: Sao mày không đeo? Mà không đeo thì cắt đi, chứ đưa mẹ làm gì? Hà trả lời mẹ đẻ: Con không muốn đeo trên người, mà nhà con bên ấy không có két, mà để tủ gỗ to thì con lo không an toàn. Bà Thủy lại băn khoăn: Nhưng sợ thằng Hưng và ông bà bên ấy lại nghĩ là mình bày trò, lễ cưới nên tặng oai rồi đòi lại. Hà nghe vậy liền trả lời: Mẹ không phải lo, chuyện này con đã bàn bạc với chồng của con rồi. Hà nói dứt lời thì dúi sợi dây chuyền và chiếc nhẫn vào tay mẹ đẻ. Lát sau, Hưng cũng ra theo, rồi hai đứa lên xe về. Qua phố huyện, Hà lại nói với chồng: Anh cho em qua hiệu máy Trung Kiên nhé, em mua thứ này. Hưng ngạc nhiên hỏi vợ: Em định mua điện thoại hay là máy móc gì? Hà đáp lại: Một món quà, bố rất cần. Đoán vợ lại nghĩ ra quà gì để lấy lòng biếu bố mình, nên Hưng cũng không hỏi thêm nữa. Anh chở vợ đến đó rồi đứng ngoài chờ. Lúc sau Hà ra, trên tay cầm một hộp vuông nhỏ, miệng tủm tỉm cười. Hưng tò mò hỏi vợ: Thứ gì vậy em? Hà trả lời giọng rất hào hứng: Rồi, về nhà anh sẽ biết. Hưng bó tay với việc mọi bí mật từ cô vợ đáo để nên không thể hỏi thêm nữa. Vậy là họ lại lên xe và lần này là về thẳng nhà. Khi Hưng vừa dừng xe ở sân, Hà vội bước xuống chào bố mẹ chồng rất lễ phép. Dạ, chúng con về rồi ạ. Bà Lan tỏ ra thân mật: Về rồi hả con? Hai đứa sang bên ấy vui chứ hả? Dù vợ niềm nở như vậy, nhưng ông Bình tuyệt nhiên không thay đổi sắc mặt. Ông ta cũng chẳng thèm đáp lại lời chào của con dâu, còn Hà lại nhanh nhảu trả lời mẹ chồng: Dạ, con vui mẹ ạ. Bố mẹ con gửi biếu bố mẹ cân trà mặn. Bà Lan tỏ vẻ vui vẻ: Ừ, mẹ xin. Ông bà có lòng quá. Con cảm ơn ông bà bên ấy giúp mẹ nhé. Hà lúc này chỉ cười, tỏ ý vâng lời mẹ chồng chứ không đáp lại lời bà. Cô quay sang ông Bình đang ngồi kế vợ mà đưa chiếc hộp nhỏ rồi nói với ông ta: Dạ, đây là món quà con biếu bố ạ. Nghe đến quà, ông Bình lại thay đổi thái độ. Ông ta tỏ ra vẻ vui vẻ, đón nhận chiếc hộp từ tay con dâu miệng dẻo quẹo: Bố xin, anh chị nghĩ đến bố mẹ là tốt rồi. Hưng tuy không biết quà vợ chọn là gì, nhưng tiện thể cũng nói thêm vào: Nhất bố đây nhé, tự tay con dâu chọn cho đấy, con nghĩ bố sẽ thích. Ông Bình hào hứng mở hộp quà ra, vừa nhìn thấy máy trợ thính thì ông ta giận tím mặt, miệng nói lớn: Cái gì đây? Hà tỏ vẻ khó hiểu đáp lại bố chồng: Dạ, sáng nay con thấy bố kêu dạo này tay không tốt nên con mua biếu bố chiếc máy. Nếu con làm bố thật ý vậy thì con xin lỗi. Biết mình há miệng mắc quai và trước thái độ chân thành của con dâu, ông Bình đành kiếm cớ mắng át: Ừ, thì tôi bị vậy, nhưng chưa đến mức phải dùng máy. Tôi không muốn bị lệ thuộc vào nó. Chị thật có lòng thừa quá. Bà Lan vội chữa cháy cho con dâu: Ông bị vậy sao không nói cho tôi hay? Mà bệnh người già làm gì có tự khỏi được chứ. Có dùng máy là tốt rồi, gì mà lệ thuộc chứ. Hưng cũng thêm lời bênh vợ: Vợ con là ý tốt mà bố, xin bố đừng giận. Hà lúc này cúi đầu làm vẻ tội nghiệp mà nói với bố chồng: Con xin lỗi bố ạ. Nếu bố không thích thì con mang đi đổi. Ông Bình đuối lý nên bèn chữa ngượng: Thôi, đã mua rồi thì để đấy, tôi dùng. Lúc ấy cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm, riêng Hà thì cười thầm trong bụng. Cô mất một số tiền nhỏ để chơi bố chồng, một vố cũng đáng lắm. Còn ông Bình thì tức anh ách nhưng không dám tỏ thái độ giận con sâu. Nếu có nói chuyện này ra ngoài thì không ai có thể trách Hà lời nào. Cũng bởi thế sáng hôm sau, ông ta không thể dùng chiêu cũ là bật hết cỡ volume TV nữa. Nhưng còn mấy chỉ vàng của con dâu, ông ta chưa chiếm được nên còn hầm hè lắm. Mà khốn nỗi, ông ta lại không dám nhìn chằm chằm lên cổ của Hà vì sợ mang tiếng. Hơn nữa, cô lại luôn mặc áo kín nên ông ta không thể biết sợi dây chuyền của con dâu đã biến mất. Buổi trưa hôm ấy khi ông nằm nghỉ, ông Bình lại ra lệnh cho vợ: Hôm nay, bà phải bắt bằng được con Hà, giao lại vàng của nó ra đây. Bà Lan thở dài: Ông vẫn quyết thế hử? Ông Bình lại nói thêm: Từ nay đến tối,
bà mà không lấy được để đưa vàng cho tôi thì đừng có trách. Còn dâu thì cũng chẳng cùng huyết thống, đừng có dại mà hiền với nó. Cái loại ấy phải rắn để nó cung phụng nhà mình, chứ ngu thì để nó khuân hết nhà mình cho nhà nó à. Trước những lời nói cay độc của chồng, bà Lan im lặng không đáp lại. Chẳng phải bà không biết trái phải đúng sai, nhưng về làm vợ ông ta gần 30 năm, bà Lan đã quá quen với khói khốn nạn và kiểu thống trị của chồng. Có muốn ông ta nghe mình thì chỉ có ỉ ôi cầu xin, chứ không có chuyện bàn bạc bình đẳng. Bởi thế chuyện này bà lại phải nghe chồng. Tối đến, Kỳ dọn dẹp rửa bát xong thì Hà lên phòng. Hai vợ chồng chưa kịp nằm ấm giường thì bà Lan gõ cửa. Cốc cốc, mẹ vào được không? Hưng nói vọng ra. Vâng, mẹ vào đi. Bà Lan vào ngồi trên chiếc giường của con trai. Bà ngập ngừng hỏi con dâu. Hà này, bố mẹ con cho con bao nhiêu vàng? Hà đã biết sẽ có chuyện này xảy ra nhưng vẫn vờ ngây thơ trả lời. Dạ, 5 chỉ ạ. Bà Lan lại nói tiếp. Giờ trộm cướp nhiều, đeo vàng cũng không an toàn, hay còn đưa mẹ giữ hộ, chứ còn còn trẻ thì giữ mẹ không an tâm. Hà nhẹ nhàng đáp lại lời mẹ chồng. Anh Hưng cũng biết thế, thế nên đã nói với con nhờ mẹ con giữ hộ. Tiện thể hôm qua về, con đã đưa cho mẹ nhờ cầm hộ rồi ạ. Lúc ấy Hưng cũng nói. Vâng mẹ ạ, chính con đã nói với cô ấy nên nhờ mẹ vợ giữ. Vì nhà mình không có két, tủ gỗ có khóa lại cũng không an toàn đâu. Bà Lan nghe thế thế cũng không nói được gì, bèn hỏi thăm vài câu qua quýt rồi về phòng. Bà biết chắc chắn rằng chồng mình sẽ nổi cơn thịnh nộ. Ông ta một khi không đạt được mục đích sẽ nhất định tìm cớ để trút giận. Đã là cuộc chiến thì chắc chắn sẽ ngày càng trở nên gay gắt. Một thứ đàn ông mặc váy như ông Bình cứ ngỡ mình có quyền thượng và ung dung điều khiển kẻ khác thì nay lại có cô con dâu ghê gớm dám làm trái ý. Thử hỏi cục giận này ông ta làm sao nuốt cho trôi chứ. Ngày tối hôm ấy khi bà Lan về phòng và nói chuyện của Hà đã gửi vàng cho mẹ đẻ, ông Bình lồng lộn chỉ trích vợ. Sinh được thằng con trai thì ngu hết phần chó, cứ đội vợ lên đầu thì có ngày mà nó cướp nhà, nó đuổi đi. Bà Lan nhỏ nhẹ đáp lại chồng. Tội nòm nó cũng không phải loại thất đức như thế đâu, ông đừng ác nghiệp mà tội nghiệp nó. Giàu thì cũng là con cái trong nhà, sau này mình ốc yếu cũng phiền nó chăm sóc ông mà. Ông Bình điên tiết xông lại và một cái thật đau vào mặt của vợ. Bà Lan đang đứng trước mặt chồng bị chịu lực rất mạnh, cộng thêm quá bất ngờ mà chơi với, rồi ngã ra và vào chiếc tủ quần áo, làm gương trên cánh tủ vỡ tan. Ông Bình chẳng những không đỡ vợ dậy mà còn lẩm bẩm mắng. Mẹ nào con đấy, một lũ ngu dốt vô dụng, lại còn lèo mép cãi nữa. Đúng lúc ấy thì vợ chồng Hà chạy xuống phòng. Hưng gõ cửa hỏi. Bố mẹ có chuyện gì vậy? Bây giờ ông Bình mới đỡ vợ dậy rồi lớn tiếng nói vọng ra. Mẹ mày bước lên giường, chẳng may ngã, đập đầu vào cánh cửa tủ. Hưng và Hà nghe thế vội vàng mở cửa vào xem bà Lan như thế nào. Hà cùng ông Bình đỡ bà Lan nằm xuống giường, còn Hưng thì đi dọn dẹp những mảnh gương vỡ. Ông Bình lại giả vờ là người chồng tốt, vội vã ra tủ thuốc lấy lọ dầu đưa lại cho Hà sức cho bà Lan. Hà giao bóp cho mẹ chồng, để ý ngoài cánh tay trái thì trên má của bà vẫn còn sưng đỏ. Nhìn kỹ cô phát hiện còn lờ mờ vết ngón tay. Nhân lúc ông Bình ra ngoài hút thuốc lào, Hà lòi nhỏ bà Lan. Có phải mẹ bị bố đánh mới ngã không ạ? Bà Lan một mực phủ nhận. Không phải đâu con ạ. Biết mẹ chồng sẽ không chịu nói nên sự thật nên Hà không ép hỏi bà hay hỏi thêm gì nữa. Trong lòng cô chợt thấy thương cho bà mẹ chồng một đời lam lũ. Trở về nhà này làm sao, Hà đã nghe đồn ông Bình là kẻ lười làm, ham ăn, chỉ giỏi chỉ trò để sai vợ. Mọi công việc đều để một phần trên vai bà Lan gánh vác. Giờ thì Hà đã hiểu, ông ta không những khốn nạn như lời người ta nói, mà còn là loại không biết điều nữa. Hà sức dầu giá xoa bóp cho bà Lan xong thì cũng về phòng mình. Nằm bên Hưng cô lại hỏi chồng. Bố có hay đánh mẹ không? Hưng trả lời tỉnh bơ. Anh có thấy vài lần, nhưng là rất hiếm. Bố giận thì cũng vài tát, vài cái thôi. Hà nghe giọng điệu của chồng thì đoán anh cũng không nói dối. Hoặc là chính Hưng quá ngu ngơ nên cũng không biết mà thôi. Hà đang suy nghĩ cách làm sao để giúp mẹ chồng thoát khỏi cái bóng đáng sợ của bố thì Hưng lại nói. Hôm qua anh nghe bố bảo muốn em nghỉ bán ở chợ để về phụ mẹ làm ruộng đấy. Bố nói sẽ thầu thêm ruộng về làm, mà anh biết chắc em sẽ không nghỉ. Thực sự là anh cũng không muốn em vất vả ngoài đồng, kể cả mẹ cũng vậy. Anh nói làm ít ruộng thôi
mà bố không nghe, mẹ thì cũng ôm hết về mình. Nếu là bình thường thì dĩ nhiên Hà nhất định sẽ không nghỉ làm để ở nhà ngày ngày giáp mặt với bố chồng quái thai. Nhưng giờ thì khác, cô sẽ tạm thời giả vờ ngoan ngoãn, cứ ở nhà một thời gian vờ giúp bà Lan bớt khổ. Mà có mặt cô thì ông ta cũng bớt hành hạ vợ. Nghĩ thế nên Hà trả lời chồng. Vậy tạm thời em xin nghỉ một tháng giúp mẹ rồi phụ việc nhà với bà. Hưng vòng tay qua ông vợ rồi đáp. Em cứ làm những việc mà em cho là đúng. Sáng hôm sau Hưng dậy sớm để đến công ty làm việc vì đã hết phép. Ông bị ăn bữa sáng xong thì cũng đi đâu không rõ. Còn Hà cùng bà Lan ra ruộng làm cỏ lúa. Đến nửa buổi, lúc ra bờ ngồi nghỉ giải lao, Hà hỏi bà Lan. Hôm qua bố đánh mẹ có phải không? Bà Lan vẫn cố chống chế. Làm gì có, mẹ ngã thôi. Hà lại nói. Lúc ấy con nhìn thấy vết tay còn in trên mặt mẹ là con biết rồi. Con thật sự rất thương mẹ, chứ không có ý gì khác đâu. Thế nên có việc gì, mẹ hãy chia sẻ với con, hãy coi con như con gái của mẹ. Bà Lan im lặng vì không biết giải thích thế nào. Bà cũng cảm nhận được sự thật lòng của một đứa con sâu. Bao năm qua, đứa con gái bà rất ruột đẻ ra cũng chưa từng quan tâm bà đến như vậy. Điều ấy khiến bà Lan chạnh lòng ghê gớm. Bỗng chợt nước mắt của bà rơi. Hà nắm lấy tay mẹ chồng ân cần chia sẻ. Cô lại hỏi, bố có hay bạo hành mẹ không? Lần này bà Lan thẳng thắn tâm sự cùng con dâu. Trước thì thường xuyên, giờ thì ít thôi. Ông ấy toàn chờ đêm tối rồi đóng cửa lại đánh mẹ, nên không ai biết. Còn Hiền thằng Hưng nhỏ thì dạy, lớn lên thì đi học rồi, lại đi làm xa nữa, làm sao mà biết được chứ. Mẹ vì con cái, vì sĩ diện bao năm qua mà cũng không dám hé răng, cứ mặc ông ấy bắt nạt, dần rồi thành quen. Bởi vậy, ông ấy coi mình là vua, còn người khác thì phải phục tùng. Còn Hiền từ nhỏ đã được ông ấy yêu chiều, lớn lên lại hợp tính với ông ấy. Thằng Hưng thì có phản đối, nhưng cũng không lại được bố nó. Đâm ra mẹ bị ông ấy coi thường và lấn lướt. Hà đáp lại lời nói với mẹ chồng. Đã bao giờ mẹ muốn phản kháng bố con chưa? Bà Lan dãy này. Thế có mà ầm ầm cửa nhà à con? Hà đáp lại. Vì mẹ cam chịu quá nên bố con mới thế. Nếu bố con làm sai thì mẹ cứ phản đối. Giờ vợ chồng con ở cùng, chắc bố sẽ ngại mà không làm gì quá đáng với mẹ đâu. Bà Lan nghe vậy thì im lặng. Nhưng thâm tâm bà lại thấy rất có lý. Vì từ xưa tới giờ bà luôn nhún nhường mà ông ấy không biết điều, lại càng ngày càng quá quắt. Lẽ ra bà phải đấu tranh, phản kháng mới đúng. Đến trưa, hai mẹ con từ đồng trở về, còn chưa kịp rửa chân tay thì đã thấy ông Bình từ nơi nào về. Ông ta ngồi trước cửa thả khói thuốc lào, vừa lên giọng quát. Bây giờ là mấy giờ rồi mà còn chưa nấu cơm? Có mù thì cũng biết phải nắng lên đỉnh đầu rồi chứ. Bà Lan không đáp lại, còn Hà trả lời bố chồng. Dạ, còn một lối nữa là hết đám, nên con với mẹ làm cố. Ông ta lại còng nhào, nhưng Hà không quan tâm mà đi vo gạo nấu cơm. Đến bữa, ông Bình đặt mông xuống kế đến bịch một cái, rồi lại thở dài. Bà Lan hỏi chồng. Sáng nay ông đi đâu mà về lại mệt mỏi thế? Nếu là ngày khác thì ông ta sẽ mắng vợ, đi đâu thì can hệ gì đến bà. Nhưng hôm nay ông ta nhẹ nhàng đáp. Tôi đi thăm ông Sơn ở làng Hạ, thằng con trai ông ấy. Nòm cù lần mà có số hưởng. Nó lấy được con vợ làm giáo viên mầm non, cưới nhau xong lại được nhà ngoại cho mấy xào ruộng, thêm cả mảnh đất mặt đường. Đúng là giàu vì bạn, sang vì vợ. Hà biết bố chồng lại bày trò ý tứ đòi của, nên cô vợ như không hiểu. Còn bà Lan nói với chồng. Thì mấy ai được như thế mà cưới vợ cho con, chứ có ai nói là cưới của đâu. Nhà ngoại nó cho bao là con gái nhà người ta, chứ có cho ông Sơn đâu. Nghe vợ nói vậy, ông Bình giận đỏ mặt, cứ trợn mắt lên nhìn vợ. Từ hôm ấy, thỉnh thoảng ông Bình lại kể, nhà ông Nam cưới vợ cho con, được bên ngoại cho cái xe máy, nhà bà Lê, con trai cưới vợ, được nhà ngoại cho cả hắc tà đồi. Rồi đến nhà ông B, ông C nào đó, Hà thì vẫn chơi chiến thuật giả ngu giả ngơ. Đến một hôm ông ta nói thẳng vào mặt cô thế này. Chị Hà, nhà tôi không có nhiều đồi, nhiều ruộng, nhiều đất đâu. Chị xem ông bà bên ấy có gì thì xin một mảnh mà canh tác. Sau này có con cái cũng còn có để mà làm nuôi nó. Chào ôi, trên đời này có loại đàn ông bần tiện như ông Bình, quả là lỗi lầm của tạo hóa mà. Ông ta dần dần lộ ra bản chất đề hèn đốn mặt của mình. Như thế cũng đồng nghĩa với việc Hà công khai đối đầu với bố chồng ở bên kia chiến tuyến. Đó cũng là bất lợi cho cô.
Hà nghe xong cái yêu sách đòi đất của bố chồng thì rất đỗi tức giận, nhưng vẫn lẽ phép trả lời. Dạ, trước lúc cưới bố mẹ con bên kia cũng áy náy mãi vì nhà con điều kiện không có để cho con gái bằng nhà người ta. Chính anh Hưng cũng đã nói với bố mẹ con rằng cưới vợ chứ không phải cưới của. Bố mẹ con lúc ấy cũng cảm kích lắm, nên bây giờ con khó mà đòi hỏi, mà có xin chăng nữa bố mẹ con cũng không có đâu. Ông Bình mặt đỏ gay gắt vì con dâu chơi khăm, nếu cứ khăng khăng đòi đất đai của cải e rằng lại mang tiếng ác. Ông ta đành bấm bụng sở giọng nhẹ nhàng nói, đấy là tôi lo cho tương lai của anh chị thì mới có ý kiến. Nếu ông bà bên ấy thương mến cho thêm tí nào thì anh chị đỡ vất vả, chứ ông bà ấy có cho tôi đâu. Bà Lan cũng thêm lời và nói với chồng, đời cua thì cua máy, đời cái thì cái đào, chúng nó phải tự lo lấy, ông cứ kệ vợ chồng nó đi. Hưng cũng nói rằng, bố yên tâm, bọn con tự lo được mà bố. Ông Bình bỗng chốc bị cô lập như bị bóp cổ, không nói được lời nào nữa. Ông ta ẳng hắng một cái rồi đứng dậy đi sang hàng xóm chơi. Cũng từ ấy, ông Bình tỏ thái độ khinh ghét con dâu ra mặt. Đã hết tháng xin nghỉ phép nhưng ông ta nhất quyết không cho Hà đi làm. Đã thế, Hà hỏi ông ta cũng chẳng thèm đáp. Có việc gì cô cần xin ý kiến bố chồng thì phải hỏi đến vài câu. Những lúc như thế ông ta thường vênh mặt lên rồi hỏi Hà lại những câu sóc óc kiểu như cái gì hoặc tôi không biết. Hà thì mặc kệ, vẫn sinh hoạt và tỏ thái độ hết sức bình thường. Nếu mọi chuyện chỉ có thế thì ông Bình vẫn chưa lấy làm gì là hãm. Ông ta không có để xỉ vả chê trách con trâu thì lại sang hàng xóm nói điều dựng chuyện cho Hà. Hôm thì sang nhà ông Nam, hôm thì đến nhà ông Hòa, vẫn lại cái bài diễn cũ. Đi đâu ông ta cũng tỏ ra buồn rầu, kể với họ rằng Hà hỗn lão, vô ý, vô tứ. Đến cả việc vệ sinh đàn bà, ông ta cũng đặt điều thì mới là tởm lợm đến mức nào. Chẳng là hôm ấy Hà đi chợ gặp bà Sinh vợ ông Hòa. Bà này tính rất thẳng thắn và bột chụp. Vừa thấy Hà chào mình, bà ta đã vẫy lại hỏi, này, bác hỏi mày cái này nhé. Hà bị gọi lại nhưng vẫn giữ phép lịch sự vui vẻ đáp, bác hỏi cháu có chuyện gì à? Bà Sinh lưỡng lự giây lát rồi hỏi nhỏ vào tai của Hà, này, tao nghe ông Bình nói mày vô ý lắm hả? Bằng vệ sinh vất cả dưới gầm bàn phòng khách, cái dùng thì ném ở góc phòng để bà Lan phải dọn à? Hà giật mình sửng sốt, cháu thề cháu không ăn dơ ở giấy luộm thuộm như vậy. Cháu không biết tại sao bố chồng cháu lại đặt điều như thế. Bà Sinh lại nói tiếp, bác cũng nghĩ nhìn mày không nên nỗi đâu, nhưng vì ông Bình cứ sang nhà kể xấu mày suốt, khi thì chê mày bẩn thỉu, khi thì nói này vô lễ, vác cái mặt khinh khỉnh với nhà chồng, nên hôm nay bác mới nói cho mày biết. Đúng thế thì sửa đi, còn không thì cũng xem lại vì sao ông Bình lại làm thế. Cái tính ông này thủ vặt vào nhỏ mọn thì không ai lạ gì. Hà trong lòng vừa buồn vừa giận, cô đáp lại lời bà Sinh, vâng, cảm ơn bác, cháu biết rồi ạ. Nghe hết câu chuyện người hàng xóm kể, Hà không còn tâm trí đi mà mua đồ đâu. Bà Sinh đi rồi, cô cũng quay xe về luôn. Vừa thấy con dâu đi chợ mà đã về, mặt buồn rười rượi, trong giỏ cũng không có cái gì, bà Lan hỏi, con này sao vậy? Hà kể lại toàn bộ câu chuyện cho mẹ chồng nghe, đến bà Lan con phải thốt lên một câu, ông ấy thật là quá đáng. Hà hỏi lại bà Lan, con không muốn chuyện này tiếp diễn, nên tối nay con sẽ thẳng thắn nói với bố, nếu con có lỡ, xin mẹ thông cảm cho con. Bà Lan im lặng vì không biết nói sao cho phải. Thực lòng, bà không muốn chuyện này xảy ra, nhưng để con dâu chịu ướm ức thì là quá thiệt thòi cho cô rồi. Tối hôm ấy khi vừa ăn xong bữa cơm, Hà pha ấm trà rồi rót chén ra mời bố chồng. Ông Bình nhận chén trà của con dâu đưa lên miệng nhấp một ngụm nhưng không nói gì cả. Hà sau đó mới nhẹ nhàng nói, bố ơi, con về làm dâu nhà mình, làm con dâu của bố mẹ, nếu con có điều gì thiếu sót xin bố cứ dạy, chứ bố đừng đi nói xấu con với hàng xóm nữa, như thế không hay. Ông Bình quắc mắt trợn ngược lên quát, ai nói gì với chị mà chị vu khống tôi thế? Hà lúc này cũng nói thẳng, dạ là bác Sinh hàng xóm nói với con đấy ạ. Ông Bình biết không thể chối nên giở mặt cùn quấy, phải, tôi nói đấy, chị làm gì được tôi? Bà Lan nghe vậy thì trách chồng, sao ông lại như thế? Con cái nó làm gì sai trái thì đóng cửa dạy, đằng này ông lại đặt điều thêm nếm như thế. Hưng cũng giận dữ bố mà nói, vợ con làm gì có lỗi để bố hành sự một cách thiếu tôn trọng như vậy, bố làm bố chồng như thế có xứng không? Lúc này ông Bình mặt đỏ tía tai mà hét ầm lên, tội của nó là không biết đẻ, hiểu chưa?
Hà bực mình cãi lại. Con về nhà mình cũng được vài tháng, bố đã nghĩ con như thế, bố có quá vội vàng không à? Bà Lan ôn tồn nói với chồng. Trẻ cậy cha, già cậy con, ông đừng có quá quát như vậy. Chẳng ngờ ông ta lại sừng cổ lên. Là phận dâu phải biết chừa đẻ, ngoài ra là phục vụ nhà chồng. Còn cái loại thích làm đàn bà thì cút mẹ mày đi, tao cũng không cần. Có ốm có đau giả cả, tao cũng không mượn cái loại ấy. Hưng cũng cãi lại bố. Bố cổ hủ nó vừa thôi. Thế nếu bố mẹ thằng Thành cũng đối xử với cái Hiên như thế thì bố thấy thế nào? Con gái bố cũng lấy chồng hơn 5 năm nay rồi mà cũng vụng thối vụng nát ra, bố còn lạ gì? Nghe con gái yêu bị bới móc, ông Bì như phát điên, tay ông ta nắm chặt như muốn đấm vào mặt Hưng, miệng ông ta xa xả mắng con trai. Cái Hiền nó là con gái tao thì tao chỉ biết con nó. Còn mày cũng nên nhớ, anh em như tay chân, vợ chồng như quần áo. Cái loại vợ khôn ngoan ngoãn thì bỏ đi lấy vợ khác, chỉ máu mủ ruột ra mới là thực sự một gia đình. Ông Bình nói đứt câu thì cũng đứng dậy bỏ đi vào phòng luôn. Lúc này bà Lan và Hưng mới nói vài lời an ủi Hà. Họ cũng biết ông Bình khốn nạn và quá quắt, nhưng chính bản thân họ cũng đang phải chịu đựng thì làm sao có thể giúp nổi cô. Trong đầu Hà lúc này chỉ có ý định ra ở riêng, bởi lẽ bố chồng đã công khai ghét bỏ như thế thì sau này khó sống lắm. Mà trời thì đâu có mấy khi chiều lòng người. Hà còn đang không biết tính làm sao với bố chồng, cô đang mãi đau đầu suy nghĩ, vì nếu chấp nhận làm con dâu ngoan thì bị ông Bình chèn ép quá, mà nếu cứ đấu tranh thì lại em mình quá hỗn hào. Ấy vậy mà ông ta lại thêm phe cánh để buộc Hà không thể an phận thủ thường được nữa. Cũng chỉ sau ngày Hà ý kiến với ông Bình việc ông ta nói xấu cô, vài hôm là nhà lại có biến. Hôm ấy vào buổi tối cũng đã 9 giờ, thằng Thành đánh ô tô đưa con Hiền về nhà ngoại mà không hề gọi điện báo trước như mọi lần. Khi nghe tiếng ô tô dừng ở cổng nên bà Lan ra mở cổng, thấy con rể đứng trước cửa chào mình, bà Lan cũng mở cửa rồi đơn đả hỏi con rể. Hai đứa về muộn thế, sao không đến sớm để ăn cơm với bố mẹ và anh chị cho vui? Thằng Thành thảo mai tỏ vẻ thân thiện. Con đưa Hiền về đây, muốn làm phiền mẹ đấy, vợ con nhớ mẹ quá. Bà Lan cười vui vẻ. Nhớ gì thì cũng vào trong nhà xem cái đã nào. Thằng Thành tỏ ra ngoan ngoãn đi theo sau mẹ vợ, còn con Hiền tuyệt nhiên im lặng ngậm miệng như hến, không nói không rằng với mẹ một câu nào. Vào đến nhà, thằng Thành chào lễ phép. Con chào bố ạ. Em chào anh chị. Ông Bình và Hưng đang xem tivi cũng ngoảnh lại hỏi chúng nó. Hai đứa về chơi đấy à, ngồi xuống đi. Thằng Thành lịch sự rồi ngồi nhẹ nhàng xuống ghế. Bên cạnh, mặt con Hiên như một cái mâm thùng, cũng đặt mông bịch một tiếng, tỏ vẻ mệt mỏi, nặng nề. Nhìn là biết chắc chắn nó có chuyện, nhưng Hà không quên nhiệm vụ, cô nhanh nhảu đứng lên xuống bếp pha trà gọt đĩa táo. Sau đó có đồng đồ thằng Thành mới lên tiếng. Thưa bố mẹ, con có tin mừng muốn thông báo ạ? Hà nghe em rể nói tin mừng mà ớ người, không lẽ có chuyện vui mà con Hiên mặt như bị đâm lê, chẳng lẽ cô ta phán đoán sai ư? Những người còn lại trong nhà thì im lặng đổ dồn sự quan tâm vào thằng Thành để nghe nó nói tiếp. Dường như chẳng chờ được lâu hơn nữa, ông Bình vội hỏi. Có chuyện gì vui à? Mau nói đi con. Thằng Thành lúc này dõng dạc tuyên bố. Hiền có thai hơn một tháng rồi ạ. Bà Lan đôi mắt sáng ngời mừng rỡ. Đúng là tin mừng rồi. Có đứa con vừa gắn kết vợ chồng mà vui cửa vui nhà. Ông Bình vỗ đùi đen đét được dịp ra oai. Đấy, giống nhà tao là phải thế này. Sang năm sinh thằng Quý Tử cho mà xem, không hổ là con gái bố. Hà cũng niềm nở nói với em chồng. Chúc mừng em. Ngay cả đến Hưng, tuy không nói gì, nhưng ánh mắt anh cũng thể hiện niềm vui không kém ai. Thế nhưng mặc mọi người vui vẻ thúc trụng, mặc chồng liền miệng cười đáp lễ, còn Hiền cũng không tỏ thái độ gì là đang hạnh phúc. Điều này không chỉ có mình Hà nhận ra, mà bà Lan cũng đã ngờ ngợ ra chuyện gì đó. Ngồi chơi một lúc thì Thanh Thanh lại lên tiếng. Dạ, con còn muốn thưa một chuyện cùng cả nhà. Ông Bình đang vui vẻ nên kể cả đáp. Có chuyện gì, con cứ nói. Lúc này thằng Thành mới dè dặt mở miệng. Vợ con có thai, gia đình con bên ấy cũng vui lắm. Nhưng mẹ con lại hay đau nhức xương khớp, không thể chăm sóc cho Hiên. Mà con thì cũng vận công việc bù lu, nên con muốn xin bố mẹ cho Hiên ở đây chăm sóc một thời gian. Dù sao còn mẹ với chị Hà có thể giúp đỡ được cho vợ con. Hà không dám ý kiến. Trong lòng bà Lan thì cũng đang lăn tăn không biết tính sao, thì ông Bình vui vẻ đồng ý. Được rồi, đông người càng vui, cái Hà cũng đâu phải vất vả,
chăm sóc em chồng ít hôm, chẳng lẽ lại không được? Hạ biết bố mẹ chồng lại đẩy nghĩa vụ hầu hạ mẹ con hiên cho mình, nhưng không tiện từ chối, đành phải chiều ý ông ta mà nhận lời. Về phần thằng Thành, nó nhanh chân chạy ra xe, xách vali quần áo của vợ vào nhà. Kiểu này là nó đã tính toán từ trước, nếu ông Bình bà Lan không đồng ý, chắc nó cũng dỗ dành ngon ngọt cho bằng được. Sau đó thằng này nói vài câu nịnh bợ nhà ngoại, rồi trở về. Chờ con rể đi rồi, bà Lan mới hỏi con gái. Mày nói thật cho mẹ xem, bên ấy xảy ra chuyện gì? Con Hiền sưng mặt lên, gắt gỏng với mẹ đẻ. Làm gì có, mẹ cứ suy diễn. Bà Lan mắng lại. Mày tưởng qua được bắt tao à? Mày lại gây ra chuyện gì, để nhà chồng giận phải không? Con Hiền lúc này mới thủng thẳng đáp. Bà ấy sang hàng xóm, chê con hay ăn, lười làm. Con điên quá nhảy sang cãi nhau với bà ấy. Mà bà ta lại chỉ thẳng vào mặt con, làm con lộn mề tới khua tay đẩy ra. Ai dè bà ấy ngã sụn lưng, con sợ quá giả vờ ngất. Người ta đưa ra viện khám mới biết là có thai. Về nhà bà ấy giận quá đòi đuổi, anh Thành mới nói để con về bên này ở tạm. Hà nghe hết câu chuyện của em chồng liền hiểu ra vấn đề. Nếu nó không có thai thì chắc là bị tống tiễn luôn rồi. Còn bà Lan thở dài thườn thượt mà nói với con gái. Mày như thế là láo con ạ. Tính mày tao lạ gì? Bà ấy không nói oan đâu. Còn không mau tìm cách cho bà ấy nguôi giận mà về nhà. Thế nhưng ông Bình lại lên giọng bên con gái. Bà không phải lo, có đứa cháu bà ta khác gì phải nhận. Tôi đố thằng Thành bỏ cái Hiền đấy. Con tôi xinh đẹp, lấy đâu ra được chồng giàu? Nó mà quá đáng thì đẻ ra, trả con cho nó tìm thằng khác mà lấy. Hừ, lúc này mới lên tiếng. Bố đừng có bênh nó bất chấp như vậy chứ. Rồi anh ta quay ra nói với em gái. Không phải là tao tuyệt tình với mày, nhưng chuyện này là do mày sai hoàn toàn. Mày nên ở vài hôm rồi liệu mà xin lỗi mẹ chồng mà đem mà về. Còn Hiền bị anh mắng thì mặt căng căng lên không thèm đáp. Ông Bình có vẻ hăm he định mắng con trai bênh con gái, nhưng rồi lại thôi. Kể từ hôm ấy, Hà phải dậy sớm hơn để nấu bữa sáng, bởi vì ông Bình nói con gái ông mang thai phải được ăn cơm nóng và đủ chất. Nếu chuyện chỉ có thế thì Hà cũng cho qua, nhưng đằng này còn Hiền lại là thứ không biết gì cả, mà đến biết điều cũng không biết. Mấy hôm đầu về nhà nó còn vẻ ngại chị dâu, nhưng trở về sau còn Hiền lộ ra nguyên hình là loại mất dạy. Ăn ở thì bừa bãi, nó ở nhà chẳng động tay vào việc gì, từ nấu cơm hay giặt quần áo, tất cả mọi việc đều chờ Hà hầu. Chỉ có thiếu một cơm bưng nước rức cho nó rửa mặt, không khác kẻ hầu người hạ. Đã thế nó đòi hỏi yêu sách, hết món này đến món kia, rồi lại ỏng eo chê bai. Mà Hà đâu có rảnh, ngoài hầu hạ em chầu còn phải cùng với mẹ chồng ra ruộng làm việc. Hưng cũng thương vợ nên dặn Hà. Em chịu khó một thời gian, nếu cái Hiền không về nhà chồng thì mình xin ra ở riêng. Cũng vì câu nói của chồng mà Hà luôn cố gắng nhịn em chồng khó ưa đó, những giọt nước mắt cũng có ngày tràn ly. Hôm ấy vội đi làm, Hà chưa kịp hầm cháo cho con Hiền, cô đành lên phòng nói với nó. Chị sắp sẵn nồi cháo giò trên bếp rồi, em dậy thì bấp bếp lên rồi hầm mà ăn nhé. Con Hiền đang còn ngáy ngủ gắt gỏng. Chị phiền quá đấy, ra cho người ta ngủ. Hà nghe thấy thế thì bực mình không thèm nói gì mà đi làm luôn. Chẳng ngờ buổi trưa đi làm về đã thấy con Hiền khóc lóc than vãn với bố nó. Đấy, bố xem chị ta có ác không? Thải 3 tháng đầu nghén ngầm mệt mỏi, còn có ăn được mấy đâu. Mà lỡ nòng nào chị ta để cho con đói. Giờ bố còn sống thế này, sau bố khuất rồi, lỡ có bể gì thì con trông cậy vào ai? Có thằng anh thì nhu nhược đội vợ lên đầu, thế thì còn mong chờ cái gì nữa? Rồi lại tiếng ông Bình nói với con gái. Con này càng ngày càng hỗn láo, để tí về bố xử. Hà giận tím mạch xông vào nói với em chồng. Chị không ngờ ngày ngày chị phục vụ em cơm bưng nước rót đến tận miệng, mà giờ em lại quay ra vụ ăn cho chị như thế. Em xem em có lương tâm không hả? Lúc này ông Bình lại lên mặt quát. Chị để con gái tôi đói, giờ lại còn dở giọng mẹ à? Để tôi gọi ông Thủy bà Nguyên lên đây, xem ông bà ấy dạy chị như thế nào. Hà bình tĩnh nói lại bố chồng. Nếu bố gọi bố mẹ con thì cũng phải nói rõ rằng trước đó con đã hầu hạ con gái bố thế nào. Rồi cô lại mắng em chồng. Chị không ngờ đến cái tối thiểu là biết điều mà em cũng không biết đấy. Anh đi làm kiếm tiền mang về, chị phải thắt lưng buộc bụng để dành mua đồ về hầu hạ em. Không thiếu thứ gì em yêu cầu cả. Nay em đã như thế thì giờ tự lo lấy, chứ chị không ngu nữa đâu. Sau khi mắng em chồng thì Hà cũng đã thấm mệt. Tưởng thế là xong, ai ngờ con Hiên cũng không phải dạng vừa, nó nhảy bổ lên quát lại Hà. Này, tôi nói cho chị biết,
Tôi về đây được chục hôm thì đã ăn là mấy. 5 triệu tôi gửi bố đưa cho chị mà chị còn vẫn chưa hài lòng à? Cái thứ như chị vỡ được anh tôi là may mắn, lại còn không biết điều. Nhà tôi đúng là vô phúc mới lại có dâu như chị mà. Giờ chị trả lại tiền đây cho tôi, tôi cũng không muốn cái loại người như chị chăm sóc nữa đâu. Hà hiểu ra vấn đề liền cười khẩy, đáp lại lời em chồng. Từ trước tới giờ em nghĩ đưa vài đồng nên hống hách ngang ngược à? Vậy thì để chị nói cho em biết, nếu em đã đưa tiền cho bố thì em cứ hỏi bố, chứ chị không cầm đồng nào. Chẳng qua là chị nghĩ em cũng là người trong nhà, đứa bé em đang mang cũng là cháu nhà mình, nên chị mới chăm sóc em như thế. Những món bổ em ăn, những thứ em đửa sụng đều là chị bỏ tiền túi ra đấy. Lúc này con Hiên mặt tẽn tỏ, quay sang hỏi bố nó. Bố, tiền con gửi bố đâu? Sao bố không đưa à? Sao bố không nói với con? Mặt ông Bình lúc này thuận ra như cái bơm xe đạp, nhưng ông ta còn khống chế. Ừ thì tao cất rồi, chả nhẽ không đưa tiền mà nó dám không chăm sóc cho cháu ngoại tao à? Sống phải để phúc đức cho con cái chứ, đâu phải chỉ vì mấy đồng tiền. Hà lúc này lại nói. Thôi, bố với em cứ nói chuyện tiếp đi, con xuống bếp nấu cơm. Ông Bình vẫn chửi theo. Chỉ là cái loại nanh lọc, chị đã làm được cái gì cho nhà tôi mà kể công vài đồng bạc? Đàn bà có dăm loại đàn bà, đã hỏng thì chỉ có bỏ. Thằng Hưng nó ra ngoài vơ tạm con khác cũng tốt đẹp hơn chị đó. Hà nghe hết nhưng vẫn coi kinh, chẳng thèm cãi lại. Cô chỉ cần chồng mình còn thương yêu, nếu một khi Hưng đã dám làm tổn thương thì Hà cũng không quyết giữ nữa. Hà vừa cắm điện vào nồi cơm thì bà Lan cũng đi làm về. Ông Bình thấy bóng dáng của vợ về đã hằn học nói. Từ mai bà ở nhà chăm sóc phục vụ cái Hiên, ruộng đồng đã có người khác lo. Bà Lan không hiểu chuyện gì liền hỏi lại. Nó làm sao lại phải ở nhà phục vụ nó? Chỉ ở nhà chơi không thì tự lo đi, cái Hà cũng đã chăm sóc nó vất vả rồi. Ông Bình nhảy dựng lên, được thể mà mắng con dâu. Loại đố kỵ gan tị, muốn đời không khá được. Cho em nó ăn một miếng thì móc họng nó à? Phục vụ được một tí thì kể công, cái loại ấy ốm đau bệnh tật chó nó thăm. Đấy, hôm nay nó để cho con gái nhà mình đói đấy. Chẳng ngờ bà Lan lại cãi lời chồng. Ông nghĩ con gái ông thì dễ chiều, đi mà phục vụ. Ông không thấy mình quá thiên vị à? Hôm nay chị dâu không chuẩn bị đồ ăn cho nó thì tự mà nấu ăn, nó có chân có tay đầy đủ cả. Đầy đứa to bụng vẫn vác cuốc ra đồng làm việc kia kìa, ở đó mà làm giá. Ông mình giận dữ mắng vợ. Còn đẻ lại không thương, lại đi thương người xưng, bà bị điên à? Bà Lan nghe vậy cũng không nói gì nữa mà xuống bếp rửa mặt. Còn Hiền cũng theo sau mẹ mình xuống bếp, rồi hết lườm là lại đến nhìn bà Lan với ánh mắt căm hờn hơn. Tối ấy Hưng đi làm về, Hà kể lại toàn bộ sự việc cho chồng. Chính anh cũng nói với vợ. Đã thế từ nay em kệ nó đi, không phải hầu hạ phục vụ làm gì nữa. Hà lại nói thêm để dò ý chồng. Nếu bố cứ muốn thế thì sao? Em không dám cái, kẻo bố lại lôi cả nhà em ra mà đai nghiến. Hưng quả quyết. Em cứ kệ, bố nói thì nghe, nhưng kệ đấy. Cái Hiền muốn ăn gì thì tự nó nấu, phòng nó, ở thì tự nó dọn. Có phải bắt nó làm cái gì quá nặng nề đâu. Nếu bố mắng thì tránh đi, khi anh ở nhà thì anh sẽ nói lại bố. Nếu bố hầu được con gái bố thì để mà hầu. Kể từ hôm ấy, còn Hiền mỗi lần sát mặt với Hà đều vinh vinh cái mặt. Chị dâu không nấu đồ bổ thì nó cũng chẳng nấu vì lười. Nhưng ông Bình cũng hay ra chợ mua cháo chim hay Hà gầm cho nó. Còn Hà cũng không dọn phòng hay giặt quần áo cho em chồng nữa, nên cô cũng đỡ mệt. Càng ngày còn Hiền càng tỏ thái độ kinh ghét Hà. Nó chờ mãi chẳng thấy chồng đến đón, nên suốt ngày gọi điện ca thán với chồng, rồi lại bày tòa dọa tự tử, nhưng cũng chỉ nhận được là câu nói của Thành. Cứ từ từ, để mẹ bớt giận đã. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua đã hơn 2 tháng, bụng con Hiên cũng đã to gần vì cũng đã gần 4 tháng. Hôm ấy thằng Thành sang đón nó đi siêu âm. Về đến nhà, nó kênh kiệu nói to với bố nó, cái kiểu để khoe mẽ với cả nhà. Con bầu con trai bố ạ, phen này con cứ ở đây mà chờ bà già ấy đến đón. Anh Thành đã nói rồi, được Thành đích tôn là bà ấy mừng ngay. Ông Bình cười khà khà trả lời con gái. Bố biết là nhà mình có phúc lớn mà, con cứ yên tâm, trời đã thương thì không lo đói. Còn Hiền lại thừa dịp nói móc mỉ Hà. Giờ bố chỉ cần mong thằng cháu nội nữa là ổn nhỉ, mà con thấy lâu quá, không khéo thì tịt. Ông Bình lẩm bẩm. 10 tháng rồi đấy, tròn năm mà không thấy gì thì ta đuổi, quấn xéo về nhà, cơm tao đâu mà nuôi kẻ thưa. Còn Hiền lại nói cái giọng mỉa móc. Muốn có thai thì cũng phải tu tâm dưỡng tính lắm đấy chứ bố ạ, chứ không phải muốn là được đâu hả bố. Ông Bình lại nhức móc Hà. Bởi thế,
loại ấy có mà chừa với khúc cây. Hạ nghe thấy hết nhưng ngậm đống đốt cay, ghi hận ở trong lòng. Mà Hà đã kịp làm gì con em chồng mất dạy đâu mà nó đã gây sự rồi chứ. Đến trưa hôm sau cũng là chủ nhật, có cả Hương ăn cơm ở nhà nên Hà làm món thịt kho mà anh thích. Cô đang nấu sở thì con Hiền giả vờ vào bếp lấy đồ. Khi Hà vừa quay đi, nó liền thả ruốc tôm vào trong nồi. Nó vô tình biết Hà bị dị ứng tôm. Bữa ấy ăn xong, tự dưng Hà bị sưng mặt và nổi mề đay khắp người. Còn Hiền thấy thế thì cười đều rồi nói. Hà nghe vậy thì hỏi nó, sao em biết? Còn Hiền ung dung trả lời với thái độ rất vui sướng. Thì lúc nãy xuống bếp, thấy chị kho thịt, nhờ ra có ít ruốc tôm, nghĩ là cho vào để ngọt thịt, mà mang xuống thì không thấy chị ở bếp nữa, nên tiện tay em cho ruốc tôm vào nồi thịt luôn. Ai ngờ, chị bị dưỡng à? Ôi trông chị kìa, chị đi mà soi gương xem, nhìn cái môi nó vêu lên, khó coi quá đi mất. Biết em chồng cố tình chơi đều, Hà chỉ nói một câu. Cười người hôm trước, hôm sau người cười em ạ, đừng để nó vận vào người. Nói xong Hà phép cơm, rồi đứng dậy lên phòng. Lúc sau Hưng lên nhìn vợ, không đỡ, liền đưa cô đi khám. Mà lại đúng vào ngày nghỉ, nên phải vào phòng khám tư. Sau nghi khám lâm sàng, bác sĩ nói với Hà. Cô về tắm nước lá cây cho hết ngứa, còn sưng thì từ từ khắc khỏi, không phải lo. Hà lại hỏi, bác sĩ có thuốc nào cho nhanh khỏi không ạ? Ba bác sĩ tuổi xế chiều nhìn cô rồi đáp, thuốc thì nhiều loại nhưng cô không được uống. Hà mong chờ gì hơn là có được đứa con, chẳng phải vì sợ bố chồng đuổi đi, mà hơn hết đứa con là kết quả tình yêu của vợ chồng cô. Bởi thế nghe bác sĩ nói, Hà liền hỏi lại, dù trong lòng cũng đã đoán ra lý do. Dạ, vì sao cháu không được dùng thuốc ạ? Vị bác sĩ giả đưa tay lên đẩy gọng kính rồi nhìn thẳng vào mắt Hà mà nói với cô. Cô không biết là mình có thai à? Hà vui sướng đến tột độ nhưng vẫn hỏi lại bác sĩ như để xác thực một lần nữa. Cháu có thai à? Ừ, cô đã có thai. Cái thai được khoảng 6 tuần rồi. Lòng Hà cứ lâng lâng đến ngây ngường, còn Hưng thì reo lên như một đứa trẻ. Giây phút ấy hạnh phúc đến nhường nào. Từ khi ấy cho tới lúc trở về, nhà Hưng cứ ríu rít không ngơi để nói với Hà về dự định tương lai cho đứa trẻ. Nếu là con gái thì sẽ thế này, là con trai sẽ thế kia, đến nỗi làm Hà nhức hết cả đầu. Thế nhưng Hưng vẫn không ngừng nghỉ, vừa vào đến cửa, anh đã nói lớn. Vợ con có thai rồi bố mẹ ạ. Ông Bình đang đọc báo, nghe ngừng lên con trai nói, rồi lại cúi xuống đọc tin tức tiếp. Nếu lúc trước Hà chưa có thai thì ông ta tỏ thái độ mong ngóng sốt ruột, thì giờ biết tin con dâu mang thai lại dừng dưng như không. Đúng là theo cái kiểu nghe tin con dâu hàng xóm có thai. Còn bà Lan thì ngược lại, bà tỏ vẻ vui mừng hớn hở hỏi lại con trai. Cái Hà có thai thật à? Vậy thì tốt quá, mẹ được sắp làm bà nội rồi. Sau đó bà lại quay sang dặn dò Hà. Còn chú ý mà giữ gìn sức khỏe nhé, cố gắng ăn uống cho tốt. Giờ lúa cũng làm cỏ bón phân xong rồi, đến lúc gặt thì thuê người. Từ nay con không phải ra đồng nữa, cứ ở nhà mà tinh dưỡng. Hà cảm động ôm chầm lấy mẹ chồng. Mẹ thương con là con vui rồi, con vẫn khỏe, vẫn giúp được mẹ. Ông Bình lúc này lại khinh khỉnh mà đáp. Chẳng phải bà bảo vẫn đẩy đứa có bầu ra đồng làm việc à? Việc gì mà phải tinh dưỡng, có phải ốm yếu gì đâu. Hà nghe từng lời nói của bố chồng mà cơn giận lên tới đỉnh đầu. Nhưng cô không cần lên tiếng thì Hưng đã cãi lại ông ta. Sao bố thiên vị như thế? Con gái thì nâng như nâng trứng, suốt ngày chỉ lo cho cháu ngoại. Thế còn dâu mang trong mình dòng máu của nhà này à? Hơn nữa, nếu vợ con chưa có thai thì con cũng tính nói với mẹ trả ruộng lại cho người ta, không thầu nữa. Nhà mình trồng lúa đủ ăn là được rồi, chứ làm ruộng cực quá. Ông Bình lại vểnh râu mắng con trai. Con gái tao thì tao thương, còn vợ mày để nhà ngoại nó lo. Còn tao nói cho mày biết, bao năm nhà này chỉ làm ruộng mà sống, không cây lúa thì lấy gì mà ăn. Mày được ăn học cũng là nhờ mấy cái đám ruộng ấy đấy. Trả ruộng để nuôi báo cô nó à? Hưng cãi lại ông Bình. Bố có làm ruộng đâu mà biết vất vả. Ngày xưa chẳng gì ngoài ruộng, giờ thiếu gì việc làm kiếm tiền. Nếu bố thích thầu ruộng thì đi mà làm. Ông Bình giận dữ đỏ mặt tía tai quát. À cái thằng mất dạy, mẹ mày dạy chúng mày như thế phải không? Sớm biết thế này, tao thả bóp cổ mày chết từ trong lúc lọt lòng, còn hơn để giờ mày chụp váy vợ lên đầu mà thờ lại cãi tao. Nói dứt câu, anh quay sang phía bà Lan và Hà mắng. Chúng mày cứ liệu hồn đấy. Nghĩ mình đã nói quá lời nên Hưng cũng im không nói gì nữa. Còn Hà và bà Lan lại không dám lên tiếng. Bởi thế ông Bình hậm hực một lúc rồi đội mũ cối lên mà đi. Chắc có lẽ ông ta lại sang hàng xóm
để nói xấu con dâu. Còn bà Lan chờ chồng đi khuất rồi trách con trai. Lần sau con không được hỗn với bố như thế. Còn cứ như vậy ông ấy lại ức chế thêm, rồi bố con lại mâu thuẫn. Hưng lễ phép đáp. Vâng, con biết rồi ạ. Nói xong câu, Hà và Hưng định lên phòng thì chạm mặt con Hiên. Vốn Hà cũng thấy lạ, vì sao nó không xuống nhà để theo phe bố nó, thì lập tức nó đã móc máy cô. Tưởng mình có tí con mà oai à? Mà chắc gì đã có, hay là sợ bố đuổi đi thì giả vờ. Chị định phá nát nhà tôi à? Đâu có dễ thế. Hưng giận quá định giơ tay vả em gái, nhưng Hà giữ chặt tay lại cản. Trong giây lát, Hưng nhớ ra con Hiên đang mang thai nên cũng xuôi, nhưng anh vẫn mắng nó. Xuất giá tòng phu, ở đây mày không có quyền lên tiếng, còn hỗn náo thì về nhà chồng mày ngay. Con Hiền mặt căng căng lên mà cãi lại anh trai. Em nói không đúng à? Từ lúc anh ta rước chị ta về thì loạn hết cả nhà lên. Trước đến giờ mẹ với anh có cãi bố thế không? Hơn nữa anh cũng không có tư cách gì mà đuổi em, trừ khi bố đuổi em mới đi. Mà chắc gì là em đã là người bị đuổi. Biết em chồng ám chỉ mình, Hà lúc này mới nói lại con Hiền. Nói chị phá nát nhà này à? Thì em thử xem chị làm những gì. Em nói ra xem chị phá thế nào. Bố muốn đuổi chị thì cũng phải có lý do, chứ chị không để em và mẹ chồng phải từ mặt đâu. Nói dứt câu, Hà kéo Hưng lướt qua con Hiền mà lên phòng mình. Con Hiền nhìn theo Hà ú ớ miệng. Chị dám? Ở dưới nhà, bà Lan trông cảnh thì buồn rầu. Đúng là nhà bà đã xáo trộn nhiều quá. Nhưng bà biết không phải là do Hà làm, mà do chính con gái mình. Hà ở nhà vài hôm nhìn mặt em chồng cũng phát ngán. Hà lại nghĩ bán hàng ở chợ vừa kiếm tiền lại vừa khuây khỏa. Nên tối hôm ấy trong bữa ăn, Hà mới xin phép bố mẹ chồng. Mấy hôm nay chị sụp sạp dưới chợ cứ gọi quá, nên con xin phép bố mẹ cho con xuống đó bán hàng. Ông Bình lại tỏ thái độ không quan tâm, còn Hiền cũng không nói gì mà trề mỏ bĩu môi. Chị bà Lan nói, có thai mẹ không yên tâm chút nào. Hà trả lời, mẹ yên tâm, con chỉ ngồi bán, không mệt đâu ạ. Rồi Hưng cũng phản đối, anh nói, hay em cứ ở nhà đi, đợi sinh xong con cứng cáp rồi gửi trẻ, sau đó hãy tính đến chuyện đi làm. Nhưng lần này Hà cương quyết không chịu, cô nói với chồng, em thấy khỏe mà, hàng ngày anh đưa đón em cũng tiện, em cứ làm, thấy mệt thì nghỉ. Nói qua nói lại một hồi, bà Lan và Hưng cũng đồng ý. Vậy là Hà lại xuống chợ bán hàng thuê như trước, công việc quen làm lại nhàn nên cô cũng thấy ổn. Sáng Hưng đưa vợ đến chợ làm, tối lại đón cô về. Bà Lan ở nhà thường xuyên cũng mua đồ bồi bổ cho cả Hiên và Hà. Cuộc sống cứ thế trôi qua, nhưng giá nó cứ êm đềm như thế, rồi một ngày chuyện động trời cũng xảy ra. Tối hôm ấy, bà Lan múc cả hầm hạt sen, hai tô chia đều cho cả con dâu và con gái. Hai đứa cùng ăn ngon lành, mà vừa ăn xong bụng Hà lại thấy đau lâm râm, rồi càng ngày càng đau thêm. Lúc bấy giờ Hưng mới hốt hoảng đưa vợ đi bệnh viện. Trên đời này, thứ gì cũng có thể đánh mất, nhưng đừng đánh mất lương tâm. Mà con Hiền lại là một con khốn nạn táng tận lương tâm như thế. Chính vì nó hại Hà, chứ không phải là kẻ nào khác. Thấy chị dâu có nguy hiểm, nó lặng lẽ đứng nhìn, trong lòng lại vui sướng. Khi anh trai chở chị dâu ra ngõ, nó nở một nụ cười để giả. Còn khốn kiếp nó nghĩ việc nó làm sẽ không để lại dấu vết, nó cũng chẳng quan tâm. Người nó hại không chỉ là chị dâu mà còn là con của anh trai nó. Lúc ấy chỉ có bà Lan lo lắng cầu trời cầu Phật, ra tiền phù hộ độ trì cho con cháu mình bình an. Bên cạnh ông Bình vẫn điềm nhiên dùng bữa, ông ta còn phán một câu. Tất cả là do ý trời, không việc gì phải lo lắng. Đứa bé có thế nào cũng là do phúc đức của mẹ nó. Bà Lan rậm chân đến điền người, nhưng bà chẳng thèm cãi qua quái lại với ông ta làm gì, mà bà chạy ra ngõ để nhờ hàng xóm trở ra viện xem tình hình thế nào. Khi bà Lan đến bệnh viện huyện thì Hà cũng vừa khám xong. Kết quả ban đầu là bị động thai không rõ nguyên nhân, khả năng cứu được đứa bé là 40%. Bà Lan như chết lặng, rồi bà lại bàn với Hưng đưa Hà xuống bệnh viện tỉnh thì may ra. Hưng cũng đồng ý với mẹ, anh vội vàng xin chuyển tuyến và gọi xe cấp cứu đưa vợ xuống bệnh viện tỉnh. Trước khi đi, bác sĩ ở đó còn tiêm cho Hà một mũi chống co thắt tử cung để cố gắng giữ thai, chứ họ không dám nhận trách nhiệm gì cả. Hôm ấy quãng đường một tiếng đồng hồ xuống tỉnh mà ngỡ như xa tít mũi tắp. Khi xuống đó rồi, Hà lại khám khẩn cấp và tiêm vài loại thuốc, cốt cũng chỉ để giữ đứa bé chưa thành hình đó. Dù họ cũng không dám khẳng định là sẽ làm được điều ấy. Quan trọng là bác sĩ đã lấy máu của Hà đi xét nghiệm, hóa sinh để tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng,
Sau khi các thủ tục y khoa thì Hà cũng nhập viện với lời dặn dò của bác sĩ, tạm thời nằm bất động. Bà Lan và Hưng lo lắng nhưng cũng không dám nói gì vì sợ Hà lại nghĩ ngợi. Đến tối, Hưng mua trà bón cho vợ rồi an ủi và cố nhắc nhở cô nghỉ ngơi. Bà Lan thì gọi điện về kể tình hình với thông gia. Nghe bà Thủy nói mai sẽ lên thăm con gái thì bà Lan cũng tính sẽ về lo cho nhà rồi lại xuống sau. Sáng hôm sau, bác sĩ lại gọi Hưng lên phòng riêng. Sau khi đưa tờ giấy xét nghiệm máu của Hà cho Hưng, rỉ bác sĩ nói: "Tôi gọi anh đến đây để thông báo một việc. Nếu vợ anh không cố tình phá thai thì chắc chắn cô ấy bị hãm hại." Hưng sửng sốt hỏi lại: "Chính xác vợ cháu bị thế nào ạ?" Ông bác sĩ đã có tuổi nhẹ nhàng trả lời: "Hôm qua tôi có hỏi, nhưng vợ anh nói không dùng loại thuốc nào. Nhưng kết quả cho thấy cô ấy bị động thai là do tác dụng phụ của thuốc." Hưng lẩm bẩm trong miệng: "Là thuốc kháng sinh ư?" Bác sĩ gật đầu rồi đáp lại: "Đúng, nó là loại kháng sinh phổ biến, nên thông thường bác sĩ sẽ căn dặn là chống chỉ định cho phụ nữ mang thai. Nhưng thực ra nếu liều lượng nhỏ thì không vấn đề gì. Còn vợ anh lại sử dụng một thời gian hoặc một liều lượng đủ nhiều dẫn đến việc động thai." Hưng lo sợ hỏi bác sĩ: "Vậy giờ cháu phải làm sao?" Bác sĩ lại điềm tĩnh nói: "Giờ thì chăm sóc cô ấy và làm đúng theo yêu cầu của tôi để cô ấy ổn định. Sau đó tháng thứ tư thì siêu âm lại để soi dị tật. Chứ giờ này chưa biết được điều gì đâu." Hưng nghe vậy thì buồn bã chào bác sĩ: "Cháu cảm ơn bác sĩ cho cháu biết, giờ cháu về chăm sóc vợ cháu đã." Ông ta gật đầu mà không trả lời. Hưng cũng quay về phòng bệnh với Hà luôn. Anh không tin vợ anh muốn phá thai, mẹ anh cũng không ác thế, huống hồ đứa bé là cháu nội của bà đang mong chờ. Như vậy, người có động cơ hại vợ anh chỉ có bố ruột và em gái mà thôi. Hưng càng nghĩ lại càng đau lòng, anh không hiểu tại sao họ lại nhẫn tâm như vậy. Dù là đang nghĩ ngợi, nhưng Hưng cũng không hé răng nửa lời với vợ. Anh không muốn mâu thuẫn giữa vợ và bố mình hay em gái trở nên căng thẳng hơn. Còn Hà cũng đoán chồng đang có chuyện gì giấu mình, nhưng cũng không hỏi. Đương nhiên thái độ gượng gạo của Hưng cũng không qua mắt được bà Lan. Trưa hôm ấy, nghĩ Hà đã ngủ, bà Lan nhẹ nhàng xuống giường rồi ra hành lang tìm con trai. Bà biết Hưng đang ngồi ở đó, bà Lan đặt nhẹ nhàng tay mình lên vai Hưng rồi hỏi anh: "Có chuyện gì vậy con?" Hưng lúc đầu vẫn còn cố giấu, anh đáp lại: "Không có gì đâu mẹ, con đang lo lắng cho vợ con thôi." Bà Lan lại nói tiếp: "Mẹ sinh ra con, lẽ nào con không hiểu? Biết rằng con đang lo lắng cho mẹ con cái Hà, nhưng là chắc chắn còn có chuyện gì khác nữa." Hưng trầm ngâm một lúc rồi nói với mẹ: "Bác sĩ nói Hà bị động thai bởi tác dụng phụ của thuốc." Bà Lan hoảng hốt: "Làm sao có chuyện đó? Con bé từ lúc biết có thai rất chú ý giữ gìn mà. Mẹ không thấy nó uống thuốc nào ngoài sắt và canxi cả." Hưng lúc này mới nói: "Mẹ nghĩ vợ con có bị hại không? Chắc chắn là chỉ người trong nhà mình thôi." Bà Lan im lặng một hồi rồi mới nói: "Mẹ cũng nghĩ thực sự là có khả năng này. Nếu hạ độc thì chỉ trộn vào thức ăn là dễ nhất, mà như thế thì chỉ người trong nhà mới làm được." Hưng nghe mẹ nói cũng im lặng không lên tiếng. Lúc sau bà Lan mới hỏi lại con trai: "Thế giờ con Tịnh thế nào?" Hưng nghe vậy thì trả lời mẹ: "Trước mắt mẹ đừng nói gì, vợ con suy nghĩ mà an tâm dưỡng tính, còn chuyện này để giải quyết sau đi." Bà Lan đương nhiên là đồng ý với con trai, nhưng hai mẹ con không ngờ là Hà đã nghe được câu chuyện này. Bởi khi ấy cô ra cửa phòng muốn đi vệ sinh, vô tình nghe thấy hết những lời mẹ chồng và chồng cô nói. Hà thề sẽ không tha cho kẻ đã hãm hại con mình, nhất định cô phải tìm ra chân tướng. Đến đầu giờ chiều thì bà Thủy cũng tới viện. Bà Lan nói với thông gia vài câu rồi xin phép ra về nhà thu xếp công việc. Trên đường về bà suy nghĩ đến sầu não, lòng bà rối như tơ vò. Chính bà cũng đoán ra khả năng lớn là con Hiên đã làm việc này. Vừa thấy bà Lan về đến nhà, ông Bình không hỏi thăm con dâu mà nhức mắc vợ: "Vợ nó thì để tự nó chăm, bà còn mò đi làm gì? Rồi để tôi với cái Hiên đói, bà coi người dưng hơn con gái à?" Không thèm đáp lại lời chồng, bà Lan lướt qua mặt ông Bình, mặc sự tức tối của ông ta mà gọi con Hiên: "Con Hiên đâu? Mày ra đây mẹ hỏi cái này." Con Hiên ỏng hẹo đi từ dưới bếp lên vừa lào bào: "Mẹ sao thế? Về đến nhà đã gọi con cả lên." Bà Lan quát lớn: "Mày cho thuốc vào đồ ăn của chị dâu phải không? Sao mày thất đức thế hả con?" Còn Hiền nghe mẹ nói thì có đôi chút sợ hãi, nhưng nghĩ bà Lan không có bằng chứng, liền chối: "Mẹ nói gì thế? Thuốc nào? Còn liên quan gì đến chị ta? Hay là chị ta lại khóc lóc vu vạ cho con, rồi mẹ lại tin về mặt tra khảo con gái mẹ?" Bà Lan nói: "Nó không hề uống thuốc đó,
tại sao khi xét nghiệm máu lại có thành phần? Mày nói xem, ai vào đây trộn thuốc vào thức ăn của nó? Còn Hiền vẫn còn ngoan cố. Mẹ đừng có vu oan cho con. Nhỡ đầu cái thai không phải là của anh Hưng, nên chị ta sợ lộ mà cố tình làm thế để bỏ cái thai thì sao? Bà Lan nghe vậy thì tức giận cực độ. Mày có dám cãi à? Được, tao không có chứng cứ, vậy tao có quyền đuổi mày ra khỏi nhà tao. Lúc này, ông Bình lại bên con gái mà quát vợ. Này, bà dám đuổi nó à? Bà coi tôi không ra cái gì nữa phải không? Hay là bà muốn cút khỏi nhà này? Dường như đã hết sức chịu đựng, bà Lan nhìn thẳng vào mặt ông Bình mà nói. Thế ông nghĩ là ông có quyền à? Đất này, nhà này là bố mẹ tôi để lại, sổ đỏ cũng tên tôi. Chỉ tôi mới có quyền đuổi kẻ khác, chứ ai đuổi được tôi? Ông Bình nghe vợ nói vậy thì im bặt, phần vì bà nói đúng, phần vì chưa thấy vợ dữ dằn như thế bao giờ. Còn con Hiền cũng vội vàng cút lên phòng, không dám ý kiến. Nhưng nó cũng chẳng chịu về nhà chồng, hay nói đúng hơn là chưa về được. Mà nó nghĩ mẹ nó sẽ không nhận tâm đuổi nó ra đường, vậy nên nó cứ tính ở lì là được. Còn Hiền là một đứa vừa ngu vừa ngốc, vừa nông cạn. Nó nghĩ cứ chối thì không ai làm gì được, thành ra cứ nhơn nhơn cái mặt ở nhà mẹ đẻ. Bà Lan thì về nhà thu xếp một số công việc, đến hôm sau lại xuống bệnh viện với con sâu. Thế là giờ nhà chỉ còn ông Bình và cái Hiên. Khỏi phải nói, nó đã mừng đến thế nào, vì ở nhà chỉ có bố nó và nó thì thật thoải mái biết mấy. Nhưng rồi thời gian cũng trôi qua, hơn một tuần ở viện thì Hà cũng được về nhà. Ông Bình vừa thấy con trai đưa con dâu về thì ngó ngơ như không quan tâm. Ông ta còn tỏ thái độ không hài lòng khi thấy vợ mình theo sau xách đồ, giữ phép tắc nên Hà chào bố chồng. Con chào bố ạ. Khác với suy nghĩ của Hà, ông ta sẽ hỏi thăm cô qua loa thế lệ thì ông ta lại chỉ ừ hứ một tiếng rồi thôi. Riêng còn Hiền vác cái bụng bầu hơn 4 tháng xuống tận cầu thang chào Hà. Chị được về rồi à, tình hình ổn chứ? Hà biết thừa, nó chẳng tốt lành gì. Những ngày nằm viện cô đã suy nghĩ và kết luận chỉ có em chồng là có khả năng hại mình nhất. Nhưng tạm thời Hà chưa nhổ xẹt vào mặt nó mà trả lời tình bơ. Cũng may, chị còn giải phúc nên không sao, cảm ơn em. Bà Lan lướt nhìn con gái mà không nói gì khiến con Hiền cũng rợn tóc gáy. Còn Hưng cũng lặng lặng đi cất đồ cho vợ, cũng chẳng nói gì. Để Hà nằm nghỉ ngơi trong phòng, bà Lan tranh thủ tần gà hạt sen cho con dâu. Nấu xong, bà bê lên tận phòng cho Hà, đã thế lại còn ân cần nói với con dâu. Con ăn canh gà tần đi, loại này bổ lắm, ăn cho lại có sức khỏe. Hà cảm động đáp lại mẹ chồng. Con cảm ơn mẹ, mẹ thương con. Bà Lan cười hiền hậu. Hà đón lấy tô cháo từ tay mẹ chồng, ăn vài miếng cho bà vui. Nhìn con dâu một hồi, bất chợt bà Lan lại tâm sự với Hà. Giá như ngày xưa, mẹ cũng tự tin và mạnh mẽ như con. Hà ngạc nhiên hỏi lại. Sao mẹ lại nói thế à? Bà Lan được giải bày nỗi lòng. Ngày mẹ lấy bố con thì cũng đã 25 tuổi. So với thời ấy, 16-17 tuổi đã lấy chồng thì mẹ cũng thuộc loại ế. Không phải bởi mẹ kém cỏi, mà bởi ông bà ngoại có mối mình mẹ, nên mẹ không vội lấy chồng mà ở nhà chăm sóc cho ông bà. Ông ngoại con vốn là cựu bác sĩ quân y, sau khi ra quân thì làm ở bệnh viện huyện. Thời gian sau vô tình bị nhiễm AIDS từ một bệnh nhân. Thời ấy, người ta coi bệnh đó là bị quỷ ám, dần lạn tránh nhà ta như tránh hồi. Rồi bà ngoại mất mẹ, lại chằm trong ông ngoại được, đến khi ông mất đi theo bà. Sau đó, mẹ cứ thế sống hư quạnh cho tới khi gặp được bố con. Ông ấy là một kẻ dù thủ dù thực, không quê quán anh em. Rồi bố mẹ nên duyên như là ý trời sắp đặt. Nhưng ông ấy lại chẳng biết điều. Từ khi về ở với mẹ, càng ngày càng lộ ra bản chất là một kẻ thích om bướm mèo mà, ăn chơi hưởng thụ. Tại khi xưa mẹ nhịn nhục, cốt để giữ gọi là gia đình cho anh em thằng Hưng, để dần dần mất tiếng nói trong nhà. Ông ấy không làm ra tiền mà cứ thích giữ, rồi lại lấy tư cách làm chồng để chèn ép mẹ và quản mọi việc trong nhà. Cứ thế cho đến bây giờ mẹ sống như một cái bóng. Đôi khi mẹ nghĩ có chồng như thế để làm gì. Nhưng sống cũng sắp hết đời rồi, có thay đổi cũng khó con ạ. Hà tỏ cảm thông với bà Lan, cô nắm tay mẹ chồng an ủi. Từ nay nếu bố quá đáng với mẹ thì mẹ cứ phản kháng lại, vợ chồng con sẽ bảo vệ mẹ. Anh Hưng cũng biết mẹ nhường nhịn bố thế nào, bố quá đáng thế nào mà, anh ấy cũng thương mẹ lắm. Bà Lan nghe vậy lại thở dài. Giả như cái Hiền nó cũng biết suy nghĩ như thằng Hưng thì mẹ cũng nhẹ lòng. Hà hiểu bà Lan đang muốn nói gì nên cô đáp lại. Mẹ cũng nghĩ chuyện con động thai là do Hiền à? Bà Lan quá bất ngờ nên đứng hình trong giây lát rồi lại hỏi con dâu.
Con biết chuyện rồi à? Hà không ngần ngại trả lời mẹ chồng. Con đã biết, từ khi vô tình nghe thấy mẹ và chồng con nói chuyện. Từ hôm ấy con đã suy nghĩ mãi, rồi con cũng đoán ra chỉ có Hiền làm việc này. Vì bố có ghét con, cũng sẽ không hôm nào cũng có cơ hội để xuống bếp mà trộn thuốc vào đồ ăn của con. Mà bố cũng không biết phần nào của con, phần nào của cái Hiền, thì bố càng không mạo hiểm con gái của mình. Bà Lan cúi đầu như kẻ có tội mà nói với Hà. Sợ mẹ chẳng biết làm thế nào nữa. Mẹ không dám xin con tha lỗi cho nó. Nhưng nghĩ đến cảnh nội gia nấu thịt, mẹ thực sự vô cùng đau lòng. Hà lại trầm ngâm một lúc lâu rồi mới đáp lại. Đương nhiên con sẽ không báo công an điều tra hay làm to chuyện. Nhưng xin phép mẹ để con làm rõ trắng đen, cho rõ ràng mọi chuyện. Cũng là để lần sau con Hiền không dám tái phạm nữa. Bà Lan nghe vậy thì gật đầu đồng ý. Mẹ không có ý kiến gì, con cứ làm theo cách của con đi. Tối hôm ấy sau khi đã ăn xong, cả nhà lên phòng khách xem tivi. Ông Bình ung dung nhấp chén trà ra điều hài lòng lắm. Còn con Hiên vẫn làm ra cái bộ mặt nhơn nhơn, nhưng thực ra trong lòng nó cũng đang có cảm giác bất an. Bà Lan thì thỉnh thoảng liếc con dâu. Bà biết Hà sắp làm cái gì đó để lật tẩy con gái mình, nhưng lần này bà quyết không can thiệp. Hà ăn xong miếng lê rồi nhẹ nhàng hỏi con Hiên một cách rất dõng dạc. Sao em lại hại mẹ con chị Hà Hiên? Ừ thì coi như là em ghét chị, nhưng em không ý thức rằng con chị cũng là cháu em à. Sao em lại nhẫn tâm đến như vậy? Con Hiên đã chuẩn bị trước tinh thần từ hôm bị mẹ nó hỏi, nên lần này vẫn chiêu cũ dùng lại. Nó cường quyết phủ nhận. Sao chị lại vu oan cho em? Chuyện chị động thai là ngoài ý muốn, nhà này không trách thì chị cũng đừng đổ thừa. Ông Bình nghe vậy cũng lên tiếng bênh con gái. Sao chị có thể nói thế? Cái Hiên nó không độc ác như vậy, chị mớm mồi cho bà ấy. Thảo nào hôm nọ bà ấy về lại hỏi cái Hiên như thế. Hưng lúc này biết vợ đã biết rõ tất cả mọi việc nên anh không ngăn lại. Ngược lại Hưng còn cãi lại ông Bình. Phải nó làm hay không thì tự nó rõ, bố đừng có bênh bất chấp như thế. Hà lúc này lại nói tiếp. Em nghĩ tại sao chị không uống thuốc mà trong máu lại có thành phần penicillin cao? Chính nó gây động thai, để suýt nữa thì chị mất con. Còn Hiền vẫn còn già mồm cãi. Tôi làm sao mà biết được? Chị ăn loại thức ăn nào ấy có hàm lượng kháng sinh thì sao? Hơn nữa mọi món ăn tôi đều ăn như chị có sao đâu. Hà cười. Vì em không sao nên chị mới lấy làm lạ. Mà quan trọng là từ khi phòng của chị có dấu hiệu bị lục lọi, chị đã âm thầm gắn camera. Còn Hiền tưởng Hà có chứng cứ thật nên nó liền nhận tội. Phải là tôi làm đấy. Vì tôi ghét chị được mẹ tôi thương, rồi chị lại còn dám cãi bỗ tôi. Hơn nữa hai bà bầu ở chung một nhà, chắc chắn một đứa trẻ sẽ bị vía đứa kia đẻ không ra đời được, nên tôi phải bảo vệ con tôi. Hưng tức giận và mạnh vào mặt em gái, rồi quay sang nói với ông Bình. Đấy, bố bênh nó nữa đi. Ông Bình đã rõ sự việc, cúi mặt nên không lên tiếng. Còn bà Lan chỉ tay về phía con gái quát lớn. Mày cút ra khỏi nhà tao. Nếu nhà chồng mày không chứa được thì cũng đừng về đây. Hiền vội vàng lên phòng gọi điện cho chồng nó, nói rất lâu. Lúc sau nó xách vali ra khỏi cổng, chờ thằng Thành đến đón. Nó cũng không thèm xin lỗi Hà hay nói với bố mẹ câu nào. Khi ấy ba người còn lại cũng không ai lên tiếng vì không khí nặng nề bao trùm. Hôm sau, Hưng đưa vợ về ngoại chơi cho khuây khỏa. Trên đường đi, Hà kể cho chồng nghe rằng không có camera nào cả. Hưng cứ ôm bụng cười vì cô vợ đáo để của mình. Trời ở nhà ngoại đến chiều, hai vợ chồng lại xin phép về bên nhà. Vừa về đến sân, Hà đã nghe tiếng mẹ chồng gào khóc. Ông nói cầm tiền nhà tiêu đi đâu hết rồi? Ông trời bời, hay là cho con gái ông Hà Bình? Sao ông khốn nạn đến như thế hả? Công sức làm ra bao lâu nay tích góp bị chồng cướp mất, lẽ nào bà Lan không sót? Mà chính bởi sót bà mới kêu la ầm ĩ như thế. Vậy mà ông Bình vẫn ngang nhiên như là mình không làm gì sai. Đã thế ông ta lại quát vợ. Còn mụ già này câm mồm. Mụ muốn hàng xóm nghe thấy hết lại đàm tiếu à? Hết tiền thì kiếm gì mà la. Bây giờ bà Lan quá uất nên ra ngoài khóc lóc, bà không thêm phần kể lể. Tiền đó có phải ông kiếm đâu mà ông sót. Ông chỉ biết cầm tiền đi chơi. Bao năm nay tôi đã nhịn, nhưng nhà còn vài triệu tôi đã nói để dành cho con dâu, phỏng nhỡ phải đẻ mổ. Hỏi ông thì ông nói vẫn còn, mà hôm nay tôi xem tủ thì không thấy. Ông nhìn lại mình xem có đáng mặt thằng đàn ông không. Sống khốn nạn thất đức, rồi trời đánh thánh vật, kiếp sau làm trâu làm chó. Ông Bình nghe vợ mắng nhiếc thì lên cơn thố tính. Ông ta xông vào đánh vợ, vừa đánh vừa chửi. Còn mụ già mất nết láo tét này, hôm nay còn dám mắng tao à? Mụ ngu như chó. Nó đẻ có bố mẹ nó lo,
Không thì ta mặc xác, ta không quan tâm. Lúc này Hưng cũng vừa kịp xông vào lôi bố ra, mặt anh đằng đằng sát khí, khiến ông Bình sợ con trai làm liều mà ngồi co rúm ở góc tường. Nhưng Hưng không thèm động tới mà chỉ to tiếng với ông ta. Bố quá đáng lắm, bao năm qua bố vẫn hành hạ mẹ như thế sao? Bố đừng đánh mất sự tôn trọng cuối cùng của con dành cho đấng sinh thành của mình. Lúc này Hà cũng đã đi vào phòng bố mẹ chồng. Cô tiến lại đỡ bà Lan dậy rồi hỏi bà: mẹ có sao không ạ? Bà Lan xua tay: mẹ không sao. Lúc này ông Bình đã bước ra đến cửa. Ông ta mắng một tràn: ra là chúng mày tìm cách đuổi con gái tao đi, để về phe một chống lại tao. Mẹ kiếp, lũ bất nhân dám cãi chồng mắng cha như chúng mày thì trời tru đất diệt. Đẻ con ra cũng là loài phàn chủ. Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy. Nói ông ta đổi mũ bảo hiểm, phóng lên con Dream đi mất dạng. Bà Lan vẫn còn ấm ức nên ngồi khóc trên giường. Bà ngồi bên cạnh cũng an ủi mẹ chồng. Hưng cũng có vẻ buồn chán, thở dài thườn thượt. Từ hôm ông Bình đi, nhà yên ổn hẳn. Bà Lan cũng chẳng hỏi thăm hay đi tìm ông. Hà hỏi xem bố chồng có thể đi đâu để tìm thì bà Lan bảo kệ xác lão ta. Sáng hôm sau khi Hưng đi làm thì Hà rủ bà Lan đi chợ. Cô muốn bà được khuây khỏa một chút, mà không ngờ đêm đó lại có chuyện. Chẳng là khi đi qua quán phở ở phố huyện, Hà muốn mẹ chồng vào ăn cho biết, bởi vì cô biết rõ tính bà tiết kiệm, làm gì dám ăn hàng quán bao giờ. Nhưng bà Lan cương quyết từ chối. Bà nói không quen, thành ra hai mẹ con cứ trèo kéo đưa đẩy nhau. Bất chợt cả Hà và bà Lan đều như chết lặng khi nghe được giọng nói quen thuộc. Nào, sao em lại giận hơn rồi? Há miệng, anh bón cho. Hai mẹ con hướng vào quán, họ nhận ra ông Bình đang xúc thìa phở, nhằm nhờ nịnh nót một con, chắc là hơn tuổi Hà không đáng là mấy. Con này mặc áo hai dây, nở hở vú, còn quần đuôi bò rách hở tận bẹn. Hai kẻ màu mỡ cứ vờn nhau như ở chốn không người. Con này thấy bộ già ngon ngọt, làm mình làm mẩy, đáp lại ông Bình bằng giọng điệu chảy nước. Không, em đã nói là không thích ăn phở cơ mà, em thích ăn bún ngan cơ. Ông Bình lại dỗ dành. Ừ thì thôi, để anh đưa em đi ăn bún ngan. Gì chứ ý em là ý trời, ai nào dám không chiều. Nhảy những lời tẩm lợm của bố chồng và nhân tình đến buồn nôn, Hà kéo tay mẹ chồng nói: đi thôi mẹ, không đáng để xem nữa. Bà Lan toàn theo câu con sâu bước đi thì lại nghe con điếm kia nói: tưởng anh không thương em nữa, muốn về với con mụ già kia rồi. Bà Lan khựng lại giây lát, vừa kịp nghe ông Bình trả lời: à, há mụ ấy có dát vàng anh cũng chả thèm, chứ hàm hố báo bở gì. Anh nói đi với em, mụ ấy còn ôm chân van xin, nhưng anh đẩy ra cho một đạp đấy. Nghe chồng nói, bà Lan điên máu quay lại đến trước mặt chồng và à rành con mà quát: hãng tôi không có vàng, nhưng sau này ông có quỳ xuống xin tôi cũng không cho về. Lại ở đây mà bốc phét, loại như ông bỏ vợ để theo con điếm bằng tuổi con mình thì nhơ nhuốc trơ trẽn quá rồi, nên tôi chẳng thèm dây cho bẩn. Ông Bình và con kia đờ người ra một lúc vì bất ngờ. Nhưng bà Lan chưa kịp đi thì à đã nhõng nhẽo với anh Bình: Anh để mụ vợ anh xị vào thế hả? Bà Lan như được dịp xả cơn giận mà mắng: con kia, bà không thèm ghen vì mày không đáng, mà lão kia cũng chẳng đáng cho bà ghen. Bà nhường mày tất, cục phân thì phải đi với hậu môn mới xứng. Thế nên bà đủ tuổi để đẻ ra mày thì mày đừng có hỗn. Ông Bình lúc này lại lên giọng mắng vợ bênh bồ: mụ mới là lão tuét, giờ ta còn là chồng mà mụ dám hỗn. Không cút về, ta vả cho gãy răng. Bà Lan biết chồng là kẻ không thể cải tạo nên cũng không cần thiết mà nhường nhịn. Bà quát to: tôi thách ông đấy, ông dám làm gì tôi nào? Lúc này đám đông đã vây kín chung quanh. Hà không muốn lôi thôi bèn khuyên mẹ chồng: mình về thôi mẹ, không thèm chấp mẹ. Thấy con dâu, ông Bình lại tru tréo: à, là do con khốn kiếp này xui mụ hả? Mụ cũng như con chó, con gà bị nó huých thôi. Bà Lan định xông vào ăn thua đủ với cặp mèo mả cà đồng thì chủ quán ra can: chuyện gia đình các người thì về nhà mà giải quyết, đừng làm phiền chúng tôi làm ăn. Đám đông lúc này mới bàn tán nhức mắng ông Bình, khiến ông ta hậm hực vội ném tiền xuống bàn rồi kéo con hổ ly kia chạy mất. Còn Hà đưa bà Lan về nhà. Khi Hưng biết chuyện thì anh giận lắm, anh còn nói sẽ từ mặt bố. Bà Lan cũng quyết không tha thứ cho ông Bình. Tưởng vậy là xong mà ai ngờ lại có chuyện xảy ra. Một buổi chiều, có hai tên đến nhà tìm ông Bình, một tên trông béo phốt pháp và một tên cao to xăm trổ. Khi bà Lan và Hà đang nhặt rau thì chúng phi xe vào tận sân rồi hất hàm hỏi: đây có phải là nhà ông Phạm Công Bình không?
Hà hỏi lại, các anh đến có việc gì ạ? Một tên đàn ông to béo đáp, đến để đòi nợ. Tôi là Hùng, chủ nhà nghỉ Vạn Phúc dưới phố huyện. Lã già ấy quỵt nhà nghỉ của chúng tôi 12 hôm, vị chi là 2,3 triệu. Lã mất nết, thuê phòng cao cấp ở với cái gọi toàn món ngon. Tưởng thế nào, lại chuồn mất dạng như chó. Đấy, các người xem có phải như nhà mình không? Tên này giơ tấm chứng minh thư của ông Bình của trước mặt Hà và bà Lan. Hai người họ đương nhiên là nhận ra ông ta. Bà Lan tức giận nhưng vẫn mạnh miệng nói với hắn, ông ấy đã đi ra khỏi nhà cả tháng nay rồi, tôi không biết ông ấy đi đâu, các người đi tìm ông ấy mà đòi. Một tên sân trổ cất giọng lè nhè hăm dọa, nếu lão về thì bà nhắc lão mau trả tiền, không thì bọn này chặt của lão cho chó nhai đấy. Đã giả còn khô máu đầu gối đú đờn nuôi ca ve. Bà Lan đáp lại, muốn làm gì ông ta thì kệ các người, cứ việc, tốt nhất đi mà tìm, chứ không liên quan đến nhà này. Giờ các người về cha. Tên chủ nhà nghỉ lại cười nhếch mép mà nói, bà yên tâm, lão ta không thoát nổi đâu. Mà bà muốn tìm chồng thì hỏi con nào là Vân Cáo, chúng nó ở nhà nghỉ với nhau những ngày qua. Chẳng qua là con này có bảo kê nên tôi không tiện động vào, chứ không thì cũng nát mặt. Nói xong hai tên đó cũng lên xe phóng đi vèo khỏi ngõ. Chúng đi rồi, bà Lan mới ngồi sụp xuống đất khóc. Hà ôm mẹ chồng an ủi bà vài câu rồi hỏi, giờ làm thế nào hả mẹ? Bà Lan tỏ rõ thái độ dứt khoát, kệ ông ta, dám làm thì dám chịu, không phải bận tâm làm gì. Từ lúc ấy, Hà không dám nhắc gì với mẹ chồng về chuyện này nữa. Tối đến, Hà lại nói với Hưng, anh tuy tỏ thái độ đóng giận với ông Bình, nhưng Hà biết ai làm con lại không lo lắng cho sự sống chết của bố mình. Trên thế gian này, làm gì có cuộc đời ai suôn sẻ mãi, qua một kiếp người con người, tháng ngày nối tiếp đầy biến động, rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Không hiểu chuyện của ông Bình, cả nhà đã giữ kín thế mà ai cũng biết báo cho con Hiên. Lúc ấy nó cũng đã sắp đến ngày sinh, vẫn vác cái bụng bầu ị ạch về nhà mẹ đẻ ăn bạ. Vừa đến cổng nó đã gào ầm ĩ, ôi trời ơi đất ơi, làng nước ơi đến đây mà xem này, mẹ tôi mù quáng nghe con dâu hắt hủi chồng đây này. Rồi nó lại gào lên chửi bới Hà, cái loại tráo trở như chị, rồi sống không yên chết không ổn đâu, loại đạo đức giả. Tôi có lỗi với chị, nhưng bố tôi có lỗi gì với chị mà chị lại hại ông ấy không nhà không cửa. Bà Lan nghe vậy thì giận con gái lắm, nhưng không muốn hàng xóm giảm pha nên ra mở cửa cho con Hiên rồi quát nó, con mất dạy, đi vào nhà nói chuyện tử tế, không thì cút ở đây mà gào ống ra ngoài. Con Hiên vẫn mồm la mép dài, sao mẹ xấu hả à, sống với nhau chục năm mà mẹ nhẫn tâm đuổi bố đi như thế. Bà Lan mở cửa nhưng vẫn mắng con gái, mày không biết thì im miệng đi, đừng có nói càn, đừng tưởng ai cũng không biết đạo lý như bố con mày, nếu mày không muốn nói chuyện tử tế thì cút xéo luôn đi. Con Hiền vừa bước vào cổng vừa cãi mẹ, mẹ xem từ khi chị ta về đây mẹ thay đổi thế nào, trước kia mẹ có nặng lời hay đối xử với con như thế này không. Bà Lan không thèm đôi co với con gái nữa mà bước vào trong nhà, con Hiền cũng theo vào. Đến phòng khách, bà Lan ngồi xuống ghế rồi quay ra dịu giọng với con Hiền, mày ngồi xuống đi, mẹ nói cho rõ ràng. Chắc có lẽ vừa rồi con Hiên làm một trận ầm ĩ cũng thấm mệt, nó ngồi một cách khó nhọc xuống ghế. Lúc này bà Lan lại nói tiếp, mày có biết bố mày quá quát thế nào không? Ông ấy hết lấy tiền trong nhà đi chơi bời cho gái, lão ấy mới hục hặc bỏ nhau đi. Hơn nữa lão lại cặp với con đáng tuổi mày. Chính mẹ và chị Hạ đi chợ huyện đã gặp đôi gian phu dâm phụ ấy, đã thế bố mày còn công khai từ mẹ để theo nó. Mày tính xem, lão ấy đã cạn tình như thế thì mẹ còn cần nghĩa gì nữa chứ. Con Hiền ngúng ngẩy, coi như là bố sai vì lấy tiền đi, nhưng vì bố giận mẹ càng ngày càng thay đổi nên mới đâm ra như vậy. Đến bây giờ bố đường cùng, bị bọn khốn nợ đòi nợ, phải trốn trui trốn lùi, mẹ cũng không nhất quyết cứu ư, sao mẹ lại nhẫn tâm như vậy. Bà Lan tức giận lớn tiếng với con gái, bao năm nay tao chịu nhịn bố mày nên bố mày mới thế. Mày đừng bênh bố mày vô lý nữa, đã theo gái thì tao cho đi luôn, tự làm thì tự chịu, cũng đừng hòng mà quay về cái nhà này. Còn mày không biết đúng sai thì đừng chen vào. Còn Hiền lại chõ mồm lên tầng hai mà chửi, mẹ điên rồi, từ ngày trước cái quái quỷ ấy về nhà thì nhà này mới tan cửa nát nhà, cái thứ kia rồi mày sẽ gặp quả báo. Hà cũng ba máu sáu cơn bước xuống phòng khách mà mắng lại em chồng, này em nói ai, nói chưa cẩn thận, em có biết quỷ cái là như thế nào không, chứ cứ như con điên cắn càn thì có ngày vỡ mõm. Chị đã tha cho em một lần thì không có lần thứ hai, đừng để cho chị bực. Chứ cỡ như em thì chị vả cho mấy phát là gãy răng. Chẳng qua chị nể mẹ
và đứa bé trong bụng của em thôi, nên đừng có ngu mà chọc vào chị. Còn Hiền cũng không phải dạng vừa, nó nhếch mép mà đáp lại. Tao chửi mày đấy, cái đồ quỷ cái. Mày thì dám làm gì tao? Tao thách cả họ mày đấy, làm gì được tao nào? Mày tưởng tao sợ mày chắc, cứ thử mà động vào tao xem. Hà Sấn Sổ xông tới trước mặt con Hiền, nhưng bà Lan không muốn chuyện xô xát xảy ra nên đứng ngăn giữa lại cô rồi quát con gái. Mày cút đi, mày thương bố mày thì đi mà cứu lão ấy. Còn Hiền tuy mạnh miệng nhưng thấy Hà xông đến cũng tái mét mặt, bởi nó thừa biết với cái bụng nặng nề thì nó thua Hà là cái chắc. Lại cộng với bị mẹ mắng nên nó cũng vội đứng lên mà nhanh chân bước ra cửa, nhưng nó cũng không quên quay lại nói một câu. Tôi cũng không thèm về đây nữa. Các người ăn ở bạc ác như loại rắn chết thì có ngày ra đường bị trời đánh. Nói xong con Hiền bước nhanh ra cổng như là bị sợ Hà đuổi theo đánh nó vậy. Em chồng đi rồi, Hà mới nói với bà Lan. Con xin lỗi làm mẹ buồn phiền, thực sự con cũng chỉ định dọa nó thôi. Bà Lan nghe vậy thì cũng gật đầu. Ừ, nhưng thôi, con cũng đừng nghĩ ngợi gì cả. Ba hôm sau là ngày đi khám thai định kỳ của Hà, thế nhưng Hưng cũng xin nghỉ để đưa vợ đi. Hôm ấy bà Lan bận đi ăn cưới ở xóm 4, cũng bởi chẳng có ai ở nhà nên đành khóa cửa để đấy. Mà đến khi hai người trở về, cửa nhà lại mở, tưởng mẹ chồng đã về trước nên Hà gọi lớn. Mẹ đi ăn cỗ về sớm thế hả? Trái với quy luật thông thường, đáp lại lời Hà chỉ là tiếng đồng hồ tích tắc. Hai vợ chồng nhìn nhau, Hưng bất giác nghĩ là có trộm, anh vội vàng chạy lên phòng. Quả nhiên là có dấu hiệu lộn xộn, nhưng Hưng an tâm vì tiền anh đã cầm theo. Bây giờ mới nhớ đến phòng của mẹ, Hưng lại vội quay xuống để xem xét, thì trong phòng đã vương vãi giấy tờ, chiếc tủ gỗ cũng bị phá thủng một miếng to ở cửa. Hà lúc này cũng vào tới nơi, cô ngó vào căn tủ đã bị phá ở đó thì chỉ còn lại một mảnh giấy. Hà cầm tờ giấy ra xem thì trên đó có một dòng chữ: muốn đòi lại sổ đỏ nhà thì tối mai mang 20 triệu ra cánh đồng ngô đàm xá cho tao. Hà đưa tờ giấy cho Hưng xem rồi định lấy điện thoại gọi cho mẹ chồng về. Chờ kịp ấn số thì ông Nguyên lại gọi tới, thế nên Hà phải nghe điện của bố trước. Cô nói với giọng khẩn trương: con đây, có chuyện gì vậy bố? Ông Nguyên trả lời: bố gọi dặn mày mổ cá thì nhớ cắt đầu, nó lấy vài giọt tiết rồi cho vào nấu cùng với thịt cá cho khỏi tanh. Hà giật mình hỏi lại bố: cá nào hả bố? Ông Nguyên cũng ngạc nhiên hỏi lại: ông Bình không nói lại với mày à? Bố mang con cá chép 3 cân sang nhà cho mày nấu cháo với kho cho cả nhà ăn. Lúc ấy bố chỉ thấy bố chồng mày ở nhà, hỏi mày đâu, ông ấy nói mày với bà Lan đi chợ, nên bố đưa cá cho ông ấy rồi. Mày hỏi ông ấy cất ở đâu rồi mua luôn cá cho tươi nhé. Hà cũng vội vàng nói: vâng, nói chuyện sau bố nhé, con đang bận một chút. Cô cúp máy rồi quay sang nói với chồng: chắc là bố về lấy rồi anh ạ. Bố Nguyên nói lúc sáng mình không có nhà, bố sang cho con cá thì gặp bố Bình ở nhà. Hưng cũng thở dài đáp lại: anh cũng nhận ra đây là chữ của bố rồi. Không ngờ ông ấy càng ngày càng đau đớn như vậy. Hai vợ chồng đang nói chuyện thì bà Lan đi đám cưới cũng về đến nhà. Bà vừa vào cửa đã gọi lớn: hai đứa khám thế nào rồi? Mà có chuyện gì không tự nhiên ruột gan mẹ nóng như lợn đốt thế này? Hưng từ trong buồng nói vọng ra: bố về trộm sổ đỏ rồi mẹ. Bà Lan tài như ủ đươi, bà hỏi lại con trai: Mày nói cái gì hả con? Nhưng chưa kịp nghe Hưng trả lời, bà đã chạy vội vào trong phòng mình. Nhìn đống hoang tàn ông Bình để lại, bà như hóa đá. Biết chồng là kẻ khốn nạn, nhưng đến nằm mơ bà Lan cũng không nghĩ ông ta lại đến mức bẩn tiện như vậy. Phải một lúc sau bà mới tỉnh bình tĩnh để hỏi các con: sợ hai đứa nghĩ tính xem thế nào, chứ mẹ rối trí quá. Hưng và Hà lúc này cũng đăm chiêu suy nghĩ, rồi Hà lên tiếng: nếu bố nhận tiền rồi trả sổ đỏ thì cũng không sao, chắc là bố nợ nần bọn kia bị ép quá. Nhưng con chỉ sợ bố nhận tiền mà không trả sổ đỏ rồi cứ giữ nó để uy hiếp chúng ta thì mới thực sự là đáng lo. Bà Lan lại nói: nếu lão không trả thì báo công an được không? Hưng lắc đầu: khó mẹ ạ, giờ bố mẹ vẫn là vợ chồng, con sẽ khuyên giải nội bộ, mà chờ họ động tính tới việc này thì còn nhiều khuế lắm. Bà Lan khẽ thở dài: nhưng cũng không để lão ta giữ sổ đỏ nhà này được. Hà lại nói: hay là mai mình đến chỗ hẹn từ sớm rồi nấp ở đâu rình xem tình hình thế nào thì mới liệu. Còn nghĩ bố sẽ không đi một mình, thế nên nếu bố có âm mưu gì thì chắc chắn là sẽ trò chuyện qua lại cùng cái đi cùng. Hưng gật đầu tán thành: con cũng nghĩ cách này rất tốt, vậy thì quyết định mai con sẽ đến đó nhé. Bà Lan lại phản đối: để mẹ đi, hai đứa cứ ở nhà, chứ mẹ ở nhà thì ruột gan thiêu đốt
làm sao mà chịu nổi. Hà cũng không đồng ý. Con nghĩ không nên để mẹ đi, mà vợ chồng con sẽ đi. Hưng lắc đầu. Không, để mình anh đi, em bầu bí quá nguy hiểm. Bà Lan cũng đồng tình với con trai, còn Hà cương quyết đòi đi theo. Ba người mãi mãi mới thỏa thuận rằng Hưng và Hà sẽ đi, nhưng không phải mang tiền cho ông Bình, mà họ sẽ đi chỗ khuất để rình xe ông ta, có mục đích gì nữa. 7 giờ tối khi trời còn chập choạng, tranh tối tranh sáng, Hà và Hưng đã đến chỗ hẹn. Đi đến một thửa ruộng rậm rạp, cây ngô đã phất cờ, Hưng dặn vợ. Em cứ ở đây theo dõi mọi chuyện, anh đứng ở bên kia, nếu bị phát hiện em cũng không được lộ chỗ ẩn nấp, phải bình tĩnh lèn về để tìm cách cứu anh nếu nguy hiểm, nghe chưa? Hà gật đầu. Em biết rồi. Hai vợ chồng cứ nấp ở ruộng ngô đến mỏi chân trùn gối, tiếng muỗi rủ nhau như đi hội cứ vo ve xung quanh. Trong lòng Hưng xót vợ, cứ nhắm mắt mà đếm ngón tay cho đỡ sốt ruột. Ấy vậy mà phải đến khi trời tối hẳn, cả không gian mờ mịt, chỉ còn tiếng dế kéo nhạc thì ông Bình mới đến. Ông ta bước từ một chiếc ô tô sang trọng xuống một cách rất thoải mái, không giống kẻ đang trốn nợ. Quả đúng là dư dự đoán, ông ta không đến một mình mà đi cùng một ả nhân tình cùng vài ba tên lưu manh. Lạ thay còn có cả tên chủ nhà nghỉ hôm nọ đã đến nhà nói chuyện với Hà và bà Lan. Hà nhận ra hắn ngay, biết bố chồng định lừa đảo. Cô lại chỉ sợ chồng mắc mưu thì khổ. Nếu bọn chúng tìm ra Hưng mà lại không có tiền thì đảm bảo anh có lòng bình yên đi mà về. Lúc này Hà sợ nên không dám thở nạnh. Bên kia Hưng cũng chăm chú theo dõi động tĩnh của nhóm người ấy. Đầu tiên là tên chủ nhà nghỉ soi đoạn bọn em. Hắn chỉ vào đám ruộng ngô ven đường. Chúng mày nấp ở bên này. Rồi hắn lại chỉ tay vào vệ đường còn lại mà sai hai đứa sau lưng. Còn chúng mày nấp vào bên kia. Rồi hắn kể cả nói tiếp. Bọn mày ở đây chờ thằng kia đến. Nếu nó không biết điều mà giao ra tiền thì lập tức xông ra khống chế nó cho tao. Ở hai bên đường, bọn tay chân đang nấp dưới ruộng ngô đồng thanh đáp. Dạ. Tên chủ nhà nghỉ có vẻ hài lòng. Hắn châm lửa vào điếu thuốc rít một hơi dài, sau đó lại nói với ông Đình. Còn lão và con kia cứ đứng ở đây cùng với tôi chờ nó. Mẹ kiếp, cả tháng trời nuôi báo cô cho lão chỉ với ăn với ấy, tốn bao nhiêu là tiền. Lần này lão mà không kiếm được tiền cho tôi thì lão ăn đấm. Ông Bình cười hề hề. Nhất định có mà lị. Không những lần này mà còn phải vài lần nữa. Cái sổ đỏ đâu phải là thứ vô giá trị, 20 triệu đã là gì chứ. Tên này không thèm đáp lời ông Bình nữa mà ngồi xổm xuống mặt đường. Bên cạnh ông Bình cũng chẳng để tâm đến hắn mà quay sang mơn trớn ả bồ. Ông ta hết xoa nắn mông rồi lại vỗ ngực Hà, dường như hưởng ứng nhân tình thỉnh thoảng lại rít lên một cách dâm đáng. Riêng tên chủ nhà nghỉ lại tỏ ra khó chịu. Hắn chờ một lúc cũng nóng lòng mà khua đèn pin loạn xạ trên đường, kiểu như đang mong chờ Hưng mà tới để soi đèn. Rồi như mất hết kiên nhẫn, tên chủ nhà nghỉ lên tiếng lèm bèm với ông Bình. Thế nào lão già? Lão nói nhất định thằng con lão sẽ mang tiền tới cơ mà. Lúc này ông Bình mới có chút lo lắng mà đáp lại hắn. Cậu cứ chờ thêm một lúc nữa đi. Tên này là im lặng mà đá con co ve một cách rất thô lỗ để dằn mặt. Ả bồ lại quay ra giận dỗi, lấy lòng ông Bình mà cào cấu ông ta. Rồi bọn chúng lại tiếp tục chờ cho tới khuya mà không thấy Hưng xuất hiện. Tên chủ nhà nghỉ lại quát ông Bình. Lão mau gọi điện cho con lão đi. Định lôi bọn này ra làm trò đùa đấy hả? Ông Bình lúc này mới đáp lại giọng điệu của hắn có một chút sợ hãi. Dạ, dạ, để tôi gọi. Đứng trong ruộng ngô, nghe thấy thế, Hà sợ đến run rẩy tay chân. Cô chỉ lo bọn chúng thấy ánh sáng từ điện thoại của Hưng phát ra khi có cuộc gọi tới. Nhưng mày sao Bình lại không gọi được cho Hưng. Ông ta lắp bắp nói về tên chủ nhà nghỉ. Tôi gọi mà nó thuê bao rồi. Tên này nổi giận xách cổ ông Bình, quẳng ông ta xuống mảnh ruộng giáp đường, rồi nói lớn để ra lệnh cho bọn chân tay. Chúng mày, về thôi, bị lừa rồi. Nam tên kia lò dò từ ruộng ngô bước lên trên đường với thái độ cáu kỉnh, bực dọc. Khi ông Bình lồm ngồm bò được lên đường, một thằng trong nhóm thậm chí đã giữ củi trỏ vào mặt ông ta, nhưng không hiểu lại sao lại tha. Thế là 6 tên lên ô tô biến mất, chỉ còn lại một đôi mèo mà gà đồng. Ông Bình và ả ta lững thững đi bộ như một kẻ ăn xin. Ả ta lúc này lộ bản chất là con đào mỏ và nanh nọc. Trong đêm khuya thanh vắng, những lời xỉ và xẻ sói của ả nhân tình dành cho ông Bình cứ vang lên như mèo hoang, khiến Hưng cũng ngao ngán. Chờ thêm một chút để đề phòng bọn chúng có quay lại, rồi Hưng mới chạy ra chỗ Hà đang đứng. Anh suýt xoa. Thấy chưa, ai bảo theo anh, mỗi đốt kín cả người, về lại không ngủ được.
Hà cười mà như mếu. Em chỉ sợ lúc bố gọi, điện thoại anh đổ chuông hay nó phát ra ánh sáng màn hình, bọn chúng mà thấy anh. May quá, anh bình an là tốt rồi. Hương an ủi vợ. Kỳ ấy thật trùng hợp là điện thoại anh hết pin, mà anh cũng chỉ lo em bầu bí thôi. Giờ mình về nhé. Hà nghe chồng nói, không đáp mà theo Hương lên đường. Sau đó họ nhanh chóng về nhà. Đêm ấy bà Lan cũng không ngủ được mà ra sân đi đi lại lại để ngóng con. Thấy con về bà mới thở phào nhẹ nhõm. Khi nghe Hương kể lại mọi chuyện, lòng bà Lan thêm sôi sục về lão chồng tạo bạc. Cái quan trọng là làm sao để lấy lại sổ đỏ bây giờ, làm cách nào để ông ta chịu giao ra nó. Thật khó mà hiểu nổi một kẻ khốn nạn như ông Bình tại sao lại có thể xuất hiện trên đời. Phải chăng đó là lỗi của tạo hóa đã tạp nhầm khuôn mặt con người vào hồn phách của quỷ sứ? Khi mà ba người còn lại trong nhà vợ chồng Hưng Hà, bà Lan đang đầu đầu tìm cách lấy lại sổ đỏ, thì ông Bình lại có kế hoạch mới. Mục đích của ông ta đương nhiên vẫn là tiền, và hậu thuẫn cho ông ta không phải là ai khác mà chính là con Hiên. Ba ngày sau ở cái phụ Đồng Ngô, ông Bình sau khi bị bọn kia đánh cho lê lết thì mò tới nhà, độc với chiếc quần xóc rách, ông ta cố gọi cửa. Mình ơi, các con ơi, mở cửa cho tôi. Bà Lan lúc này chỉ có một mình ở nhà, nghe tiếng chồng gọi thì khó chịu, nhưng nghĩ đến sổ đỏ thì vẫn ra cổng nhà nói chuyện với ông. Còn bộ tóc xanh tóc trắng của ông đâu mà tìm về nhà này? Tôi không chứa nổi ông nữa, ông mau cút nhanh đi cho rành nơ. Ông Bình hạ mình xuống cầu xin vợ. Mình lỡ nhẫn tâm đạn tình với tôi như thế sao? Tôi biết tôi sai rồi mà. Tôi sẽ về nhà với mình để cùng mình lo lắng nhà cửa. Bà Lan trách móng chồng, cũng giống mô típ những người đàn bà bị chồng ruồng rẫy rồi lại quay về. Ông này, hãng tôi không dát vàng, ông còn cần làm gì? Chẳng phải con bồ ngực nở mông cong của ông mới khiến ông đánh đổi cả gia đình và liêm sỉ để chạy theo sao? Ông mình khóc lóc nài van sự thương hại của bà Lan. Tôi xin mình, tôi biết sai rồi. Nể tình vợ chồng bao nhiêu năm nay, mình cho tôi một cơ hội. Bà Lan lúc này mới vào vấn đề chính. Vậy sổ đỏ của tôi đâu? Nếu ông giao sổ đỏ ra đây thì tôi sẽ tha thứ cho ông lần này. Ông Bình lại gào khóc thống khổ. Bọn nó cướp sổ đỏ đòi tiền chuộc để bắt tôi trả nợ. Nhưng vì hôm đó thằng Hưng không đến giao tiền mà bọn nó hành hung tôi. Này tôi nhận ra mình sai rồi, mong bà rộng lượng bao dung mà tha lỗi cho tôi lần này. Bà Lan nghe hết câu ông Bình nói, không những không cảm động mà cơn giận còn bùng lên như đổ thêm dầu vào lửa, bảo hét vào mặt ông ta. Ông cút đi cho khuất mắt, tôi không có loại chồng như thế. Bà Lan vừa nói dứt câu thì đi vào trong nhà, mặc cho ông Bình cứ đứng ngoài cổng mà van xin. Đến gần trưa mà không thấy vợ có động thái gì thà tha thứ, nên ông Bình lại lếch thếch đi ra. Khi vợ chồng Hà về thì bà Lan kể lại câu chuyện. Hưng nói một câu: nếu bố sớm thay đổi thì giờ đâu có chuyện gì xảy ra. Để đến bây giờ mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Bà Lan chép miệng: thôi kệ lão, cũng coi như là cái giá phải trả. Bị thế này cũng đáng lắm rồi, giờ mẹ chỉ lo cái sổ đỏ thôi. Hà im lặng không lên tiếng, nhưng cô thừa hiểu mẹ chồng nói thế mà không phải thế. Nếu bà mạnh mẽ dứt khoát như vậy thì 30 năm qua ông Bình đã không thể ép uổng bà được. 5 ngày sau thì con Hiên sinh con trai, thằng Thành gọi điện đến báo tin. Tuy vẫn giận con gái, nhưng dẫu sao cũng không thể bỏ mặc con mình được, mà lại còn thông gia và con rể nhìn vào, nên bà Lan cũng nói với Hưng đưa đến viện thăm con Hiên. Nhưng hôm ấy Hưng lại phải đi làm, nên chính Hà nhận đưa bà Lan đi, dù là bà có một chút ái ngại. Khi đến viện, bà Lan nói Hà chờ ở ngoài, nhưng cô nhất quyết muốn thăm em chồng, thế nên bà dặn dò con dâu. Nó mới sinh, nếu có kích động mà nói năng hỗn láo thì con cứ bỏ về, đừng mà chấp nó là ở đây đôi coi con nhé. Không phải mẹ bênh nó đâu, nhưng đây là bệnh viện, lại có nhiều người quen, nên con chịu thiệt một chút vậy. Hà nghe vậy thì cười vui vẻ. Con cũng lường trước rồi, nhưng vì đứa bé không có lỗi nên con muốn thăm cháu. Bà Lan nhìn con dâu trìu mến. Cảm ơn con đã hiểu, giờ mình đi thăm thằng cu nhé. Vậy là hai mẹ con đến phòng chăm sóc sau khi sinh để thăm mẹ con Hiên. Khi bước vào, lại ngoài dự liệu của bà Hà, con Hiên vừa nhìn thấy mẹ và chị dâu đến thì mừng rỡ cuốn quýt như là cảm động lắm. Bà Lan hỏi con gái: giờ con đỡ mệt chưa? Con Hiên lễ phép trả lời: con vẫn đau bụng lắm, cảm giác như trướng lên. Bà Lan lại nói: không sao, đây là quá trình co dạ con, cứ từ từ 1-2 hôm là khỏi. Hà cũng hỏi thăm em chồng.
Em có sữa cho cô tí bú chưa? Còn Hiền đáp lại rất ngoan ngoãn. Có rồi chị ạ, nhưng ít. Bà Lan và Hà ngồi trong phòng gọi là hỏi thăm, rồi bế thăm thẳng cô một chút. Một lúc sau thằng Thành ra ngoài thì con Hiền lại nói: trước là con hư thân, hỗn láo nên làm việc có lỗi với mẹ và chị. Hôm nay hai người vẫn đến thăm con với cháu thì con mừng lắm. Hà nghe vậy thì vội nói: chuyện qua rồi, mẹ và chị đều bỏ qua cho em, mình là người nhà mà. Còn Hiền lại sụt sịt: Em cảm ơn chị đã rộng lượng. Bà Lan vội ngăn lại: ấy, con đừng khóc. Vừa sinh xong mà suy nghĩ đau buồn, lại hậu sản thì nguy. Con biết phân biệt phải trái đúng sai là mẹ mừng rồi. Còn Hiền lại làm được thể, làm tới mà xin ông Bình. Nó lại dùng lời ngon tiếng ngọt nói với bà Lan: mẹ ạ, nếu mẹ đã bao dung như thế thì con mong mẹ hãy rộng lượng với bố có được không? Con nghe người ta nói bố giờ nợ nần phải trốn chui trốn lùi, lại bị đánh cho bầm tím da thịt. Thực sự là con không yên lòng. Chính vì con suy nghĩ quá thành ra mới sinh sớm hơn dự kiến nửa tháng. Mẹ coi như là thương con và vì cháu mà tha thứ cho bố đi mẹ. Bà Lan đáp lại lời con gái: nhưng ông ấy cầm sổ đỏ đi rồi, làm bao nhiêu chuyện khó chấp nhận từ trước tới nay, con bảo mẹ làm sao mà tha thứ được chứ. Còn Hiền vẫn không thôi khóc lóc: mẹ vì con mà cho bố một cơ hội đi mẹ, rồi sổ đỏ thì tìm cách lấy lại sau, con sẽ nói chồng con tìm cách giúp. Bà Lan nghe con gái tha thiết van xin cũng xuôi lòng nên đồng ý với nó: được, mẹ chỉ cho ông ấy một cơ hội lần này thôi. Còn Hiền nghe mẹ nói thì mừng ra mặt, nó hớn hở vui vẻ vô cùng. Riêng Hà thì trong lòng lăn tăn. Thái độ bất ngờ của em chồng có thể hiểu là vì thương bố, nhưng Hà không tin nó không có mục đích gì, lại đặc biệt là khi cô đưa mẹ chồng về đến nhà thì bố chồng cũng đã ở chờ ở cổng. Ông ta nhìn thấy vợ và con dâu về lại có thái độ thản nhiên như đã biết trước mọi chuyện sẽ được bà Lan tha thứ, chứ không phải là kẻ đang được cầu xin để trở về. Hà dừng xe trước cổng để mẹ chồng mở cửa, cô cũng chào bố chồng cho phải phép. Ông Bình cũng đột nhiên hỏi thăm Hà hết sức thân tình, còn bà Lan nhìn chồng thì lại mỉa mai ông ta: ông không còn chỗ nào để đi nữa à, mà phải về đây. Ông Bình lại xị mặt như chó bị chủ mắng mà cúp đuôi. Ông ta lại giở thủ đoạn xin sự thương hại: mình à, tôi biết sai rồi, mình cứ đai nghiến mắng chửi, chỉ xin mình tha thứ cho tôi. Bà ta lườm nguyết chồng rồi nói: còn không mau bước vào nhà khi tôi đổi ý. Ông Bình chạy vội vào trong, miệng reo lên như đứa trẻ được quà: cảm ơn mình, tôi hứa là không phụ lòng mình nữa. Từ hôm ấy, ông Bình ở nhà cùng Cúc tận tụy lo ruộng vườn nhà cửa, không nề hà việc gì, từ nấu nướng cho đến dọn dẹp vệ sinh, lại hay quan tâm đến vợ rồi hỏi thăm con dâu. Bà Lan dần dần cũng cởi mở với ông hơn, nhưng Hà và Hưng đều cảm nhận được ông Bình không phải là kẻ dễ dàng thay đổi bản tính như thế, dù có bị thất thế hay bị phụ thuộc vợ. Chính vì vậy, Hà cũng thấy những lời hỏi thăm quan tâm của ông ta có gì đó rất là giả tạo. Không thể phủ nhận nỗ lực của ông Bình, dù đó có là sự lừa dối thì ông ta cũng diễn rất xuất giỏi. Nhưng cũng đến một ngày ông ta lộ ra sơ hở, điều ấy là đương nhiên, vì dù là con cáo cũng sẽ có ngày lòi đuôi. Đêm hôm ấy, phần do thai hay đi tiểu nên phần bụng bầu đã nặng nề khó ngủ. Hà sau khi đi vệ sinh ra ngoài sân hóng mát, trong không gian tĩnh mịch đến yên ả, bỗng có bóng người nhấp nhổm ở góc vườn khiến Hà giật mình. Nếu như người khác thì sẽ hét lên, còn Hà lại bất động. Cũng vì thế mà cô lại nghe được tiếng ông Bình gọi điện thoại: ừ, em chờ anh, đừng có liên lạc gì kẻo chúng lại nghi. Ngoan, khi mình có một bớ tiền thì tha hộ bên nhau mà sung sướng. Đoán chắc bố chồng lại nói chuyện với bồ, Hà lại bình tĩnh rồi cố tình đứng nép ở góc sàn mướp mà nghe. Cũng không biết con điếm đó nói với ông Bình những gì mà ông ta vội vàng an ủi nó: thôi nào, em phải ngắng nhịn, giờ mình có cái Hiền hậu thuẫn rồi, còn lo gì. Vẫn theo thỏa thuận, từ tiền bạc tới ngôi nhà đều chia cho nó một nửa. Nó lấy nhà thì sẽ đưa tiền cho mình, còn bọn kia ra đứng đường anh cũng không quan tâm, anh chỉ cần có em thôi. Hà nghe từng ấy cũng đã đủ căm hờn ông bố chồng bạc ác và đứa em chồng vô lương tâm. Nhưng để nghe hết câu chuyện, cô lại trấn tĩnh mà hạ hòa. Chắc tại con bồ làm trò ghen ngược hay giả vờ nũng nịu gì đó khiến ông Bình phải thả mai nói với ả: anh hứa với em rồi mà, với lại anh đâu thèm có loại dư khú đó, mụ có mời anh cũng không động. Em yên tâm chưa nào, giờ em ngủ ngon, muốn gì thì cứ mua, anh lo được.
Mai em cứ làm theo kế hoạch mà nhớ nhắn bọn thằng Hùng. Đến lúc cần trưa thì mụ già mới có ở nhà. Cứ làm ác vào, anh chịu được. Quan trọng là để mụ thương xót mà xì tiền. Còn anh sẽ nhắn cho cái Hiên gọi thằng Thành đến để làm vai cứu tinh. Như thế là ổn. Em học cùng thì còn gì mà lạ cái Hiên. Em cũng biết nó rành mãnh thế nào mà, nên đừng có lo. Nói một tràng dường như đã thấm mệt, ông Bình thở hổn hển rồi lại lấy sức nói tiếp. Thôi anh cúp mắt nhé. Thằng Hưng nó ngu ngơ thì không sao, chứ ra ngoài lâu mụ già ấy nghi ngờ, rồi nhỡ con ranh kia trông thấy. Ông Bình cúp máy rồi lại mây mò một lúc, chắc là xóa nhật ký của gọi. Sau đó ông ta mới an tâm cất điện thoại vào trong túi quần mà đi vào. Hà lúc ấy sợ hãi nín thở, nằm bẹp xuống đất ngay giữa hàng rau ngót. Khi bố chồng đã nhẹ nhàng lèn vào nhà rồi thì cô mới thở vào nhẹ nhõm. Lát sau Hà cũng nhẹ nhàng đi vào bếp, rồi mới từ bếp mới lên nhà mà lên cầu thang về phòng ngủ. Từ lúc ấy cô cứ thao thức mãi không ngủ được. Đến quá nửa đêm Hưng thức giấc, giật mình thấy vợ vẫn mở mắt nhìn mình. Anh quay hỏi cô, sao em vẫn chưa ngủ, còn đạp quá hay sao mà em mệt à? Nếu có bất thường thì gọi anh luôn nhé. Hà đáp lại chồng, em và con đều ổn, chỉ là đang lo nghĩ chuyện của bố và cái sổ đỏ. Hưng lại trấn an vợ, em kệ đi, đừng suy nghĩ thêm sầu não, nước chảy thì bèo trôi thôi, để từ từ anh với mẹ tính. Chúng nó có sổ đỏ nhưng không dám tùy tiện manh động đâu. Nhưng bố về nhà rồi thì phải trả nợ, đã đồng ý cho ông quay về thì chấp nhận chuyện đó rồi. Hà quyết định nói rõ ngọn ngành với chồng. Ý em là chuyện bố và vợ chồng nhà cái Hiên thông đồng lừa tiền và chiếm đoạt ngôi nhà này cơ. Chính lúc nãy em đã vô tình nghe bố và con cà phê kia nói chuyện. Thậm chí nó còn là bạn học cùng với cái Hiên nữa. Không biết chừng nó với cái Hiên thông đồng lừa cả bố. Em còn biết chính xác là trưa mai thằng chủ nhà nghỉ sẽ dẫn quân đến đây đòi nợ và gây chuyện. Bố còn nói là chúng cứ mạnh tay. Chính như thế mà mẹ mới tin và xót bố. Rồi thằng Thành sẽ giả vờ giang tay ra giúp đỡ nữa cơ. Hưng mắm môi thật chặt, bàn tay anh cũng nắm không buông. Anh nói với vợ, lẽ nào bố và con Hiên không còn biết luân thường đạo lý? Mẹ đã già rồi, còn làm khổ mẹ đến bao giờ nữa? Hà lên tiếng khuyên chồng, giờ anh phải thật bình tĩnh để tìm cách mà đối phó. Trước mắt cứ coi như là không biết gì, ngay cả mẹ cũng chưa nói vội, tránh đứt dây động rừng. Chúng ta cứ tìm chứng cứ phanh phui sự khốn nạn của bọn họ. Hưng cũng xuôi tai, liền đồng ý với vợ. Được, mai anh cũng xin nghỉ sớm để buổi trưa về nhà. Nếu bọn kia có đến thì em cứ tránh xa ra, đừng dây vào. Giờ thì mình ngủ đi để còn giữ sức khỏe. Sáng hôm sau Hưng đi làm như thường lệ. Hà để ý cũng nhận ra đúng là bố chồng có biểu hiện rất đáng ngờ. Ông ta cả buổi cứ lóng ngóng vì lo lắng bất an. Hà thì vô tư vờ như không biết gì cả. Còn bà Lan lại trách chồng sao hôm nay lại trở nên quá hậu đậu. Rồi thời khắc ấy cũng đã đến. Vì thói quen có người ở nhà cổng không quá, nên tên chủ nhà nghỉ dẫn theo một tốt đàn em cứ thế mà xông vào nhà không một chút khó khăn. Hắn vào đến sân đứng giữa cửa nhà lớn mà gọi, Lão Bình đâu rồi? Bà Lan và Hà đang nấu cơm cũng ngó ra. Bà Lan quay sang nói nhỏ với con dâu, con đang bầu bí cứ ở trong này, kẹo không phải đầu cũng phải tai. Hà im lặng rồi cúi đầu ra điều vâng lời mẹ rồi chồng. Bà Lan cũng đứng lì trong bếp ngó ra chứ không lên tiếng. Rồi tên đó lại gần gọi lần hai, Lão Bình đâu, có ra đây không? Đừng để bọn này điên lên. Ông Bình lúc này cũng từ phòng ngủ lò dò đi ra mà đon đả với hắn, các cậu vào nhà uống chén nước với tôi đây, rồi chúng ta nói chuyện. Tên chủ nhà nghỉ hất hàm hỏi vong ta, Lão có tiền trả cho chưa? Tôi đến đây vì tiền, chứ có rảnh đây mà đến uống nước với Lão à? Ông Bình cúm núm, xin cậu để cho thư thư một thời gian. Tên này trợn mắt với ông ta, rồi hắn ta ra lệnh cho bọn đàn em, đập Lão vỡ mồm cho tao. Lập tức 5-6 tên côn đồ lao vào hành hung Lão Bình dã man. Chúng càng đánh dường như càng thêm hăng máu. Hà theo dõi diễn biến và thái độ của bố chồng mà không thể tin nổi, sao ông ta lại diễn tài tình đến như vậy. Nếu không phải hôm qua nghe được những lời ông ta nói thì Hà cũng không biết được là bọn họ đang thông đồng làm trò. Bằng chứng là bà Lan không chịu nổi nữa mà lao ra can ngăn. Thôi, các người đánh thế là đủ rồi, thả cho ông ấy đi mà, tôi xin các người hãy dừng tay lại. Tên chủ nhà nghỉ bèn xua tay ra hiệu cho bọn đàn em dừng lại rồi quay sang nói với bà Lan, chồng bà nợ chúng tôi và mang sổ đỏ ra thế chấp, cả ăn uống chi tiêu và tiền phòng là 50 triệu nguyên gốc. Tháng này bà trả tôi 60 triệu thì tôi cho chuộc sổ đỏ,
bằng không thì mua quan tài cho lão chồng của bà đi. Lúc này, bà Lan còn chưa biết đáp lại thế nào thì Hưng về. Anh liền nói với hắn. Oan có đầu, nợ có chủ. Mà anh cũng không được đánh ông ấy. Hơn nữa bố tôi đi cầm sổ đỏ, không phải tên ông ấy, mà anh cũng nhận là phi pháp. Tôi sẽ báo công an. Hắn ta không hề sợ hãi, mà cười nhếch mép rồi trả lời Hưng. Công an á? Chú em định gọi ai? Đồng chí Lâm phó công an tỉnh, hay đồng chí quốc trưởng công an huyện, mà cả đội công an xã nữa. Chú muốn gọi cho ai? Anh gọi cho chú nói chuyện nhé. Ông mình lúc này cố ngóc cổ lên mà thều thào. Bố làm bố chịu, bố sẽ kiếm tiền trả nợ, con cứ kệ nó. Tên chủ nhà nghỉ lại gọi đàn em. Về, chú mày. Rồi hắn nói lại với ông Bình. Lão muốn sống thì mau trả nợ, không thì đừng tránh tội ác. Nói xong hắn dẫn cả đám ô hợp ra về. Bà Lan vội đỡ chồng chạy lại mà khóc lóc. Ông dại chưa ông ơi, ông làm khổ mình rồi liên lụy người nhà thế này đây. Rồi xót chồng quá, bà rối rít nói với con trai. Mau dìu bố vào giường nghỉ đi con. Hưng dù sao cũng độc lòng vì thấy bố mình bị hành hạ tra tấn đến đổ máu. Anh đỡ ông Bình vào phòng ngủ. Thầm tâm Hưng chỉ muốn hỏi bố một câu trong lúc này. Đó là ông đổi gia đình lấy tiền, đổi thân xác lấy sự thương hại, có đáng hay không? Tai nghe chưa hẳn đã chính xác, mắt thấy không chắc chắn là đáng tin. Như vụ của ông Bình là điển hình, ai nhìn thấy cảnh ông ta chịu đòn mà cầm lòng cho được. Khi Hưng dìu bố vào trong phòng thì anh cũng ra ngoài. Trong phòng chỉ còn ông Bình và bà Lan, ông ta lại giở trò khiêu gợi lòng thương hại của vợ. Ông ta cất tiếng, nhỏ nhẹ thủ thỉ. Tôi sai rồi, tôi chịu, mình đừng lo cho tôi. Nhìn mình khóc tôi xót xa lắm, hay là chúng ta ly hôn đi, để mình và các con khỏi liên lụy. Bà Lan lại gào khóc thầm thiết. Không, tôi không đồng ý, đã chấp nhận tha thứ cho ông là tôi xác định cùng chồng mà đồng cam cộng khổ rồi. Mọi chuyện rồi sẽ qua mà. Chỉ cần ông thay đổi, biết nghĩ cho gia đình là tôi mãn nguyện. Ông Bình giơ tay lên lau vết máu ở má chảy ra từ khóe miệng rồi nói. Tôi phải đi thôi, kẻo không còn mạng sống. Bình đừng dính dáng đến kẻ tự bạc như tôi nữa, mà làm gì? Bà Lan lúc này cứ khóc rưng rức không nói thành lời. Bên ngoài, Hà và Hưng nhìn nhau lắc đầu. Ông Bình quả thực là một kẻ giả nhân giả nghĩa, có đẳng cấp. Chiều hôm ấy, Hưng không đi làm mà ở nhà xin nghỉ. Anh cũng muốn xem phần 2 kế hoạch mà em rể sẽ có diễn đạt như bố chồng của mình không. Quả nhiên không lâu thì thằng Thành đã phóng xe tới. Đến cổng nhà vợ nó, đã hớt hà hớt hải vào hỏi thăm. Vừa vào đến phòng khách, thằng Thành đã không chào mẹ vợ mà hỏi bà Lan luôn. Mẹ, bố có sao không ạ? Bà Lan rầu rĩ trả lời. Ông ấy nằm ở trong phòng kia, cũng đau nhưng chắc là chỉ bị phần mềm thôi. Thành dở giọng on sót. Thế là cũng may rồi mẹ ạ. Chứ bọn này mạnh thì gãy tay, gãy chân, chẳng chơi. Thậm chí có kẻ là mất mạng như chơi ý. Bà Lan nghe vậy thì hỏi con rể. Sao mà con biết ông ấy bị đánh mà đến thế? Thành biết bị hớ nên nó trả lời mẹ vợ qua quýt. Một người hàng xóm báo với con mẹ ạ. Nghe xong con qua bên này luôn. Dường như bị sợ bà Lan hỏi thêm thì lộ sơ hở nên Thành vội kiếm cớ. Để con vào xem bố thế nào. Nói dứt câu nó chạy vào phòng ngủ của ông bố vợ. Rồi hỏi han ông Bình vài câu, cũng không quên an ủi ông ta cho có lệ. Sau đó thằng Thành lại chạy ra ghế, ngồi đối diện với bà Lan mà nói. Thưa mẹ, chuyện đã thế này con xin được góp một chút công sức. Tiện thể mẹ và anh chị đều có nhà, xin mẹ gọi anh lên để mình bàn bạc, cũng như để con có việc muốn nói. Bà Lan không thể trả lời con rể mà gọi vợ chồng con trai. Hưng ơi, Hà ơi, xuống đây mẹ nhờ một tí. Sau khi gọi họ lên thì bà Lan mới nói. Hai đứa ngồi xuống đây, nhà mình bàn bạc tìm cách giải quyết vụ sổ đỏ và số nợ của bố. Hưng và Hà đều biết trước mục đích của em rể, nhưng tương kế tiểu kế mà làm bộ không biết gì. Còn thằng Thinh đợi chị dâu và anh vợ ngồi xuống ghế rồi bắt đầu diễn vai thằng con rể có hiếu bằng một trang dài những câu nói có tình, có nghĩa. Thưa cả nhà, chuyện của bố xảy ra quả là đáng tiếc, nhưng chúng ta là người một nhà, lẽ nào lại bỏ mặc ông? Hơn nữa bố cũng đã biết hối cải thì lại càng không thể đánh người chạy lại. Chúng ta phải chung tay góp sức để giải quyết việc này cho ổn thỏa và lấy lại sổ đỏ. Hưng nghe những lời hoa mỹ giả tạo của em rể thì khó chịu. Anh chặn họng nó mà hỏi. Thế ý chú là sao? Cứ vào thẳng vấn đề. Anh nghe xem hợp lý không? Thằng Thanh lại thuyết sàng hùng hồn. Trước tiên là chúng ta trả nợ cho chúng. Dẫu gì thì cũng phải trả. Nếu dây dừa báo công an thì cũng chỉ tổ thêm rách việc,
vì chúng nó còn thân với công an hơn chúng ta, mà để lâu thì lãi mẹ, đẻ lãi con, nguy. Bà Lan lại hỏi con rể. 60 triệu ở thôn, chúng ta không phải là nhỏ. Chúng ta cũng làm đủ ăn đủ tiêu, chứ đâu có dư nhiều như thế. Mà vay mượn thì họ hàng chẳng còn mấy ai, mà họ cũng nghèo. Lúc này ông Bình ở trong phòng, vừa rên rỉ vừa đau mà nói. Thôi, cả nhà cứ mặc tôi sẽ đi. Bọn chúng không tìm được tôi thì sẽ trả sổ đỏ với giá tiền gốc thôi. Tôi sẽ đi kiếm việc gì ở trên thành phố, rồi gửi tiền về cho mình trả nợ. Thằng Thành đáp lại lời bố vợ. Con sẽ giúp bố, bố cứ an tâm mà dưỡng bệnh, đừng lo gì. Hưng nghe vậy thì hỏi em rể. Chú định giúp thế nào? Thằng Thành nhìn anh vợ như là đấng quyền năng, chuẩn bị ban phép cho tín đồ. Nó sõng sạc tuyên bố. Em sẽ trả nợ thay bố. Khi nào nhà mình có thì trả em sau cũng được. Bác không phải lo. Hà hỏi thẳng Thành. Nhưng bọn kia cầm tiền rồi cứ lằng nhằng, không muốn trả thì sao? Nó lại làm bộ mặt nghiêm trọng mà nói. Đó mới là chính là chuyện em cần bàn bạc với cả nhà. Bà Lan dần dần tin tưởng con rể, bà nói với giọng hy vọng và hỏi dồn dập. Ý con là sao? Mau nói rõ cho mẹ nghe. Thằng Thành lại bắt đầu giảng giải. Trước hết con đến tận nơi, cất hắn đến tháng sau. Trong thời gian này mẹ viết giấy sang nhượng quyền sử dụng đất cho con. Có giấy này rồi con mới dễ đứng ra được. Hơn nữa con làm thế cũng là dễ bề ăn nói với bố mẹ, con bên nhà. Mẹ yên tâm, con không dám có âm mưu gì đâu. Xong việc thì một thời gian con sẽ sang tên lại cho anh Hưng. Đương nhiên là lúc ấy anh Hưng phải có trách nhiệm trả đủ tiền cho con. Hưng nghe những lời em trẻ nói thì biết ngay cái mục đích bị ổi của nó, nên anh nhếch mép mà đáp lại. Nghĩa là chú giành lại sổ đỏ từ tay thằng kia để đứng ra cầm à? Thằng Thành xua tay đều phủ nhận. Không, em không dám có ý đó. Hai bác và ông bà cứ suy nghĩ đi rồi báo lại cho em. Hưng không nói gì, Hà cũng không tiện lên tiếng. Bà Lan lại suy nghĩ rất đam chiêu, bởi bà vừa muốn cứu chồng lại vừa lo sợ bất trắc. Còn thằng Thành cũng hề hà hỏi thăm chuyện nọ chuyện kia qua loa rồi xin phép ra về. Tối hôm ấy, Hà một lần nữa bắt được bố chồng gọi điện thoại, nhưng không phải cho ả bồ mà là cho con gái. Ông ta nói với nó: Mai, mày lấy cớ cho con về nhà ngoại chơi mà tì tê với mẹ mày, nghe chừng mụ xuôi xuôi rồi đấy. Không hiểu con Hiền nói gì mà ông ta vui lắm đến nỗi không kịp được mà nói lớn: Khu đất này lại tăng giá rồi à? Dường như đang nhớ nói chuyện lén lút, ông ta vội nói nhỏ lại: Thằng Thành nói cho bố biết đất ở đây quy hoạch về thị trấn rồi. Nó cũng nói chỉ được chuyển đổi sang nhượng trong năm nay, khi mà chưa công bố quyết định, thế nên bố mới nói phải làm nhanh. Thôi nhé, cứ theo kế hoạch mà làm. Thấy ông Bình cúp máy, Hà vội vã nhẹ nhàng quay vào nhà. Nghe được từng ấy câu cô đã hiểu. Không ngờ vì đất có giá mà đứa em chồng lại xui bố lừa mẹ như thế. Hà nuốt uất hận vào trong, cô quyết tâm lật tẩy âm mưu của bọn chúng càng sớm càng tốt. Hà chính xác là một người phụ nữ mạnh mẽ. Trong hoàn cảnh bố chồng khốn nạn, em chồng bị ổi, lại đang có nguy cơ mất căn nhà trong lúc bầu 7 tháng mà cô vẫn bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo để giải quyết mọi chuyện thì cũng đáng là khâm phục. Chỉ sợ lòng người hiểm ác, chứ trời không hại người bao giờ. Hôm sau, ông Bình dậy sớm dọn dẹp với những bước chân khập khiễng, dù biết bố chồng đang giả vờ. Vì tối qua Hà đã thấy ông ta đi rất nhàn nhẹn, nhưng cô vẫn tiến lại mà nói với ông ta, nghỉ đi để mình làm. Nhưng ông Bình không chịu, ông ta lấy lý do cô bụng to, cần phải đi nghỉ ngơi. Bà Lan lúc này nhìn chồng đầy thương cảm, chứ không còn một chút giận hờn nào nữa. Cũng đúng như những gì bọn họ sắp đặt, vừa lúc ấy con Hiền gọi điện cho bà Lan. Nghe con gái nói, bà Lan đã vui vẻ đáp lại. Ừ, con mang cháu sang đây chơi, cho vui cửa vui nhà, mẹ ngóng mãi. Nhưng cứ nghĩ phải hết tháng ông bà thông gia mới cho về ngoại. Nói rồi, vài ba câu, con Hiền cũng cúp máy, bà Lan nói với Hà. Em nói bé cháu về chơi ít hôm, con lên dọn phòng cho nó, để mẹ ra chợ mua ít đồ về làm bữa thịnh soạn nhé. Chuyện cũng đã thế rồi, cứ ù sầu mãi cũng chả giải quyết được gì. Hà biết em chồng về với mục đích xấu, nhưng chưa thể vạch mặt nó nên cô đành vui vẻ nói với mẹ chồng. Vâng, cô ấy bế cô Tuấn về chơi cũng là đúng thôi mẹ. Thôi mẹ cứ đi chợ ạ, con sẽ dọn phòng ngay. Bà Lan gật đầu ra điều hài lòng rồi xách túi đi chợ luôn. Hà cũng lên phòng của con Hiên mà dọn cho nó. Cô biết nó về đây thì ông Bình sẽ có thêm vây cánh, nhưng lại tự nhủ rằng như thế cũng dễ dàng tìm ra sơ hở của bọn họ hơn.
Nghe vợ nói con gái đang về thì ông Bình cũng rất vui vẻ. Ông ta vừa phơi quần áo vừa huýt sáo rất yêu đời, mà lại làm ra cái vẻ bất ngờ và chẳng hiểu gì cả. Nửa buổi khi Hà và bà Lan đang nấu cơm thì thằng Thành chở vợ con đến bằng ô tô. Còn Hiền đợi chồng mở cửa xe ra thì vội bế con vào nhà cho khỏi nắng. Bà Lan trông thấy con gái về cũng bỏ dở nồi gà rang mà chạy lên nhà cưng nựng cháu ngoại. Nào, thằng cháu con của bà về chơi rồi đấy à? Ngoan, bà thương. Ông Bình cũng chạy lại mà hùa theo vợ mắng yêu thằng bé. Ừ, là ông đánh đít nhé. Một lúc sau, Hà cũng khách sáo vào nhà hỏi thăm mẹ con nó vài câu rồi dọn mâm. Đến bữa thằng Thành lại lời ngon tiếng ngọt mà nói. Bên nhà mẹ con già yếu, không thể chăm sóc hai mẹ con Hiên được, nên con xin phép gửi vợ và con ở bên này. Khi nào thằng bé cứng cáp một chút thì con lại đón về. Không biết ông bà và hai bác có đồng ý không? Ông Bình nhanh nhào như bị sự cấp lười. Có đứa trẻ nghe nó khóc lóc, nó cười cũng vui cửa vui nhà. Ai mà nỡ từ chối? Bà Lan cũng vội đồng tình với chồng. Phải đấy, phải đấy. Hưng và Hà không lên tiếng vì nghĩ mình chẳng có quyền. Nhưng bất chợt con Hiên lại nói. Mẹ, con em ở đây, không phiền hai bác chứ? Hà cũng bèn cười rồi thả mai đáp lại. Phiền gì mà phiền, hai mẹ con cô ở đây càng vui. Chẳng qua là thấy bố mẹ đã nói nên chị không ý kiến nữa. Còn Hiền cũng đáp lại bằng nụ cười giả tạo. Vậy thì cảm ơn bác, cho nó có quấy bác cũng đừng trách nhé. Biết bác bầu bí mệt mà em chẳng dựa vào đâu được. Thôi, đành về đây ăn vạ. Hà không muốn nói đi nói lại việc này, bèn đẩy sang chuyện khác, cô hỏi em rể. Chú Thành dạo này làm ăn có vẻ tốt nhỉ, nhìn sắc mặt vượng lắm. Thằng Thành cười hề hề. Cũng gọi được là bác ạ. Hà đáp lại đầy ẩn ý. Đã làm ăn gặp thời như vậy thì chú nên đi đầu tư nhà đất. Xã hội ngày càng phát triển, có tiền bỏ ra mua một mảnh, thời gian sau bán đi có mà lãi tiền tỷ. Người đẻ chứ đất có đẻ đâu, nên không bao giờ lo. Thằng Thành có vẻ chột dạ liền trả lời lấy lệ. Em có đầu tư thì cũng phải tính toán xem xét, chứ không là vỡ nợ bác ạ. Câu chuyện trong bữa ăn rồi cũng nhanh chóng qua. Ở lại với vợ con một lúc, thằng Thành trao về. Tối hôm ấy, Hưng bàn với vợ. Ai nghĩ phải theo dõi thằng Thành, chắc nó liên lạc hay gặp mặt với tên Hùng thì mình sẽ giành được. Nhưng làm sao để mình đến tận nơi để ghi âm lại mà chúng không biết. Thằng này cũng lọc lõi, giờ chụp được tấm ảnh rồi về nó cãi, đến đây để xin khất nợ thì cũng chẳng làm gì được nó. Hà nghe vậy thì đáp lại. Anh nói cũng có lý, nhưng phải nghĩ cách đã. Hưng nói theo. Từ mai anh theo dõi thằng Thành, còn em để ý cái Hiên và bố nhé. Có gì thì báo cho nhau biết. Hà và Hưng cũng không ngờ rằng cuộc trò chuyện của mình sẽ bị con Hiên vô tình nghe được. Thành ra, kế chim sẻ rình mồi lại thành diều hâu rình chim sẻ. Ngay lập tức, con Hiên nhắn tin báo cho chồng rằng anh trai sẽ rình và thằng Thành lại xui vợ giả vờ như không biết và cẩn thận hành động. Từ ấy, ông Bình cũng không lộ sơ hở một chút gì, còn Hiền vẫn tỏ ra ngoan ngoãn và biết điều, còn Hưng vẫn tranh thủ đi rình em rể, nhưng kết quả cũng không khả quan. Gần một tháng sau, khi ấy Hà cũng đã mang thai được gần 8 tháng, khi cô đi qua phòng con Hiên thì nghe nó điện thoại với chồng rất nhỏ, nhưng đủ cô nghe thấy. Tối nay anh hẹn Hùng để bàn chuyện ấy hả? Ở đâu vậy? Chờ chồng trả lời tiếp rồi nó lại nói. Cái gì? Sao không đến quán nước thôi? Đến nhà hàng làm gì cho tốn kém? Đi đâu không đi lại đến hô ba. 8 giờ tối ở đấy là vàng đấy. Đồ thuê phòng riêng có mà phí tiền, đồ hâm. Nói xong nó có vẻ bực mình, còn Hiền cúp máy rồi vứt luôn điện thoại ra giường. Hà đứng bên ngoài phân tích dữ liệu rồi nhanh chóng đưa ra kết quả. Bọn chúng hẹn nhau 8 giờ tối tại phòng VIP nhà hàng hô ba. Cô vui mừng về phòng mình mà không thấy nụ cười đều giả của em chồng nhìn cô qua khe cửa. Khi Hưng về, Hà kể lại mọi chuyện cho chồng nghe. Anh nghĩ ra kế đó sẽ đặt máy ghi âm ở dưới bàn sau bàn ăn. Chẳng là anh vừa nhờ bạn trên tỉnh mua giúp cái máy ghi âm cỡ dung lượng nhỏ, đặc biệt là có hai thẻ nhớ 32GB, thả hồ mà ghi mấy ngày. Khi dung lượng đầy, máy tự động lưu lại và dừng hoạt động. Hà thấy chồng nói vậy cũng cho là hợp lý, mà để chồng đi, ai dè cả hai đã sập bẫy của thằng Thành. Khi Hưng vừa đến đó yêu cầu xem phòng VIP để mai đặt tiệc, nhân viên phục vụ vui vẻ dẫn anh đến đó. Và Hưng nhân lúc người này không để ý gắn máy ghi âm dưới bàn rồi chào ra về. Mọi chuyện suôn sẻ cho đến khi Hưng vừa ra khỏi nhà hàng và lên xe đi khoảng được 1 km. Đến đoạn đường vắng thì có một tốp 3 người đi xe máy ép Hưng vào vệ đường mà hành hung rất dã man. Đến khi mặt Hưng toàn là máu,
người mềm như bún vì bất tỉnh, thì bọn chúng mới dừng tay, sau đó bỏ anh ở đấy mà lên xe chuồn mất. Con người, ai chẳng phải trải qua những ngày sóng gió trong cuộc đời. Cái quan trọng là kẻ nào rắn rỏi, kẻ nào mềm yếu, để đi qua được bão tố, được hay mất mà tiến về phía trước. Hôm ấy đã quá giờ ăn tối mà Hưng chưa về, thì cả nhà cuống quýt cả lên. Nhất là khi gọi cho anh chỉ nghe được những tiếng tút dài. Hà lo lắng cho chồng đến nỗi bốc hỏa trong người. Bà Lan cũng sốt ruột đi ra, đi vào. Ông Bình và cái Hiên cũng tỏ thái độ lo lắng. Hà nghĩ đến mọi khả năng xảy ra, rồi cô cũng chột dạ đoán ra rằng có thể Hưng đã bị phát hiện rồi. Hà sợ hãi lẩm bẩm, xin trời Phật phù hộ. Đến khi không chịu nổi cảm giác bất an nữa, cô mới nói với mẹ chồng. Hay là để con đi tìm anh Hưng nhé. Bà Lan nghe vậy thì phản đối. Còn bụng mang dạ chửa, đi lại bất tiện. Hơn nữa cũng chẳng may biết nó đi đâu mà tìm. Nghe vậy ông Bình lại nói. Con ở nhà, để bố đến vài nhà người quen hỏi xem ai biết thằng Hưng đi đâu không. Thật lúc này Hà cũng tin bố chồng vô can trước sự mất tích của chồng. Vì dù sao Hưng cũng là con ông ta, lẽ nào ông ta lại can tâm để con mình bị hại. Nhưng Hà đã lầm. Cả ông Bình và con Hiên đều biết Hưng đi đâu và có chuyện gì xảy ra. Chỉ là bọn họ lo lũ vô lại kia quá tay mà cướp đi mạng sống của Hưng mà thôi. Đó có lẽ cũng là chút lương tri còn lại của một người đã sinh thành và của một kẻ cùng dòng máu. Lại nói về phần Hà, cô chưa kịp trả lời bố chồng thì thấy điện thoại reo chuông. Nhìn thấy số điện thoại của Hưng gọi về, Hà mừng mừng tủi tủi vội bắt máy. Alo, anh đang ở đâu vậy? Sao không về mà để cả nhà lo lắng? Bên kia đương nhiên không phải là giọng của Hưng, mà là một người đàn ông xa lạ, đáp lời Hà. Chị là vợ của chủ thuê bao này phải không ạ? Xin chị bình tĩnh nghe tôi nói. Anh nhà chị bị tai nạn. Khi tôi đi qua thấy anh ấy nằm bất động, nên đã đưa anh ấy đến bệnh viện huyện. Không thấy có vết va quẹt, khả năng anh ấy tự ngã. Để mọi chuyện không xảy ra rắc rối, tôi cũng đã báo công an. Giờ chị hãy đến đây với anh ấy nhé. Nghe tin dữ như sét ngang tai, Hà như chết lặng. Cô bất động không nói nên lời. Bà Lan dường như cũng đoán chuyện chẳng lành, liền hỏi con dâu. Có chuyện gì vậy con? Hà cố gắng trấn tĩnh trả lời mẹ chồng, nhưng trong từng câu từng chữ vẫn xen lẫn run rẩy. Dạ anh Hưng bị tai nạn, người đi đường trông thấy đã đưa vào viện rồi ạ. Lúc này bà Lan hốt hoảng, vừa nói vừa gào thét với chồng. Ông mau vào mặc áo rồi chở tôi lên viện xem thế nào. Ông Bình cũng vội vàng chạy theo vợ vào trong phòng, tinh thần khẩn trương và tư thế đã chuẩn bị sẵn. Bà Lan cũng vội cầm một chút tiền để dành và theo ông Bình lên xe đi. Nhưng Hà lúc này cũng đã dắt xe ra sân để chuẩn bị đến viện với chồng. Thấy con dâu muốn đi, bà Lan ngăn lại. Còn ở nhà chờ tin đi. Hà không chịu lại, liền cãi. Bằng giá nào, con cũng phải đến đó để xem anh ấy ra sao. Chứ còn không thể ở nhà mà lo lắng được. Biết không thể quên con dâu nên bà Lan không nói gì nữa. Thế là ba người, hai xe máy vội vàng đến huyện. Trên đường đi, Hà suy nghĩ vẩn vơ. Cô sợ nếu chồng có bề gì thì mẹ con cô làm sao mà biết tính nữa. Rồi Hà lại nghĩ Hưng đi xe rất cẩn thận, trừ khi bị người khác đâm vào, chứ khó mà tự ngã. Nếu thế thì chỉ có thể chồng cô đã bị phát hiện nên bọn xấu trả thù mà thôi. Hà nghĩ thế lại càng lo sợ hơn. Bởi vậy, ngay lúc này đây, cô chỉ cầu cho chồng mình tai qua nạn khỏi mà thôi. Đến bệnh viện, chờ kịp nhìn mặt chồng thì Hà đã được bác sĩ thông báo phải chuyển Hưng lên tuyến tỉnh vì anh vẫn hôn mê. Họ sợ điều kiện cơ sở vật chất ở đây không đảm bảo. Thế là bà Lan tất tả đi gọi xe, còn Hà làm thủ tục cho chồng xuất viện. Ông Bình thì đến xem con thế nào. Chính ông ta cũng không ngờ rằng con trai lại bị nặng như vậy. Trên mặt Hưng thôi đã không thấy chỗ nào yên lành, toàn bộ khuôn mặt phủ nên trông rất thảm thương. Sau khi ký vào giấy chuyển tuyến thì Hà mới quay lại vào phòng Hưng nằm. Cô lấy hết can đảm kéo tấm chăn ra. Hà nhìn rõ ràng trên người Hưng những vết bầm tím của vật cứng va đập mà bị thương, chứ không phải bị ngã mà đè vào. Đặc biệt trên lưng áo của Hưng còn in rõ dấu dép của một kẻ nào đó đá song phi. Lúc này Hà nén lòng lại, cô hoàn toàn bình tĩnh và nói với đồng chí công an huyện về điều tra vụ tai nạn, những nghi vấn của mình. Cũng chính đồng chí này đã trao đổi rằng anh ta cũng cùng quan điểm với Hà. Để điều tra thêm, đồng chí công an hỏi cô có gây thủ chuốc án hoặc nghi ngờ kẻ nào hành hung chồng mình hay không. Hà nghĩ ngay ra tên Hùng là chủ của nhà nghỉ, nhưng đang còn lưỡng lự chưa trả lời thì bà Lan tới gọi.
Mẹ theo xe xuống bệnh viện tỉnh với nó, con về đi. Hà đang định phản đối mẹ chồng thì đồng chí công an tiếp lời. Bác nên để chị ấy đi cùng, không gì bằng vợ chồng, chị ấy ổn là không sao đâu. Nghe thấy thế, bà Lan cũng miễn cưỡng chấp nhận để ông Bình gửi một xe, còn một xe đi về. Bà Lan cùng với Hà và đồng chí công an theo xe xuống bệnh viện tỉnh. Sau khi xuống đến nơi, Hưng được đi chụp chiếu. Bác sĩ kết luận là anh chị bị tổn thương phần mềm và dập cơp đùi, nhưng do đa chấn thương nặng nên chưa tỉnh lại. Cho tới tận sáng hôm sau, Hưng mới mở mắt tỉnh dậy, nhưng anh chưa thể cử động hay nói chuyện mà chỉ giao tiếp qua ánh mắt. Khi vợ hỏi, Hưng cố chớp mắt để ra hiệu để Hà biết anh hiểu cô nói. Bà Lan lúc ấy cũng mừng khi con trai đã ổn, nhưng bà phải về để chạy tiền chữa trị cho Hưng. Bởi bà xác định để con trai khỏe mạnh thì cần một số tiền tương đối lớn. Còn Hà lại nhân lúc mẹ vắng chồng mà kể lại toàn bộ sự việc cho đồng chí công an. Anh ta hỏi cô, sao chị lại không thể toàn bộ sự thật cho bác gái? Hà giải thích, vì tôi không có chứng cứ, sợ họ sẽ cãi, nên vợ chồng tôi bàn nhau tìm chứng cứ mới nói cho mẹ chồng tôi biết. Anh ta gật đầu rồi nói tiếp, giờ tôi sẽ báo cáo lên cấp trên, chị cứ tạm thời không nói cho ai cũng tốt. Tôi cũng mong cho anh nhà chị mau bình phục, lúc ấy mới có cơ sở truy tìm manh mối bọn hành hung và từ đó tìm ra được kẻ đứng đầu. Khi ấy bà Lan về đến nhà, lúc này thằng Thành đang đứng ở đó đợi sẵn. Nó thấy mẹ vợ liền đan đả hỏi thăm anh rể. Bác Hưng thế nào rồi hả bà? Bà Lan buồn thiu trả lời. Nó đã ổn nhưng chưa cử động được mà vẫn nằm một chỗ. Thằng Thành lại nói tiếp. Nghe vợ con gọi điện nói chuyện, con lo quá. Đúng đã là hạn thì khó mà tránh. Bà Lan lại đáp. Việc quan trọng bây giờ là phải lo tiền chạy chữa cho nó đã. Thằng Thành rút liền trong túi ra một xấp tiền rồi nói. Đây là 20 triệu con vừa rút tiết kiệm. Bà cứ lo cho bác Hưng trước, có gì thì tính toán sau. Bà Lan lăn tăn hỏi lại. Con còn lo vốn làm ăn, mẹ cứ cầm thì biết bao giờ mới có mà trả. Thằng Thành ra vẻ nghiêm túc đáp lại mẹ vợ. 20 triệu là chuyện nhỏ, chuyện lớn là con đang khất nợ thằng Hùng một tháng. Mà nó lại đòi thêm 5 triệu là 65 triệu. Mình mà không trả được thì lẽ đẻ ra lại con mới đáng sợ. Còn đến đây cũng hỏi xem ý bà thế nào, đã quyết định chưa? Lúc này còn Hiền bế con xuống dưới phòng khách mà hùa vào với chồng, nói với bà Lan. Mẹ chỉ ký giấy sang ngượng để coi như làm bằng chứng lòng tin với bố mẹ với vợ chồng con thôi, chứ còn nỡ lòng nào mà dám lừa mẹ, chẳng nhẽ mẹ không tin con. Bà Lan đang rối trí liền bị mê hoặc mà đồng ý với vợ chồng nó, mà nói rằng, vậy thì được, mẹ sẽ ký. Trên đời này có nhiều bất ngờ lắm, hoặc có thể là phúc đức tổ tiên mà trời đất bất dung nhan. Lý do vì sao không quan trọng bằng sự trùng hợp thế này. Khi thằng Thành đang lục túi để đưa cho bà Lan những giấy tờ sang nhận đất đã chuẩn bị sẵn, thì điện thoại bà Lan lại đổ chuông. Bởi thế bà chưa ký giấy mà đã nghe điện thoại. Bên kia giọng người đàn ông nói rõ ràng mạch lạc. Chúng tôi ở bên công an huyện Hào Châu, cho hỏi gia đình mình có phải là người thân của anh Phạm Thành Hưng không ạ? Bà Lan vội vã trả lời. Vâng, tôi là mẹ của Thành Hưng. Bên kia lại đáp lời. Dạ, cháu mời gia đình mình 14 giờ chiều nay xuống trụ sở công an huyện để trao đổi. Bác cứ nói đồng chí trực ban là đến gặp Trung úy Lưu Ngọc Sơn. Khi đó đồng chí sẽ dẫn bác tới gặp cháu. Bà Lan đoán viết việc của con trai có chút manh mối gì nên mới vui mừng trả lời. Vâng, tôi sẽ đến đúng giờ. Đồng chí công an cũng đáp lại. Vậy thì hẹn gặp bác, cháu chào bác ạ. Nói rồi bên kia cúp máy. Bà Lan lúc này quên mất ký cả giấy mà quay sang hớn hở khoe với con gái và con rể. Hôm qua khi đưa anh Hưng vào bệnh viện, đồng chí công an ở đó cũng nói nghi ngờ nó bị hành hung chứ không phải bị tai nạn. Chắc hôm nay họ đã điều tra ra gì rồi. Họ hẹn chiều nay mẹ đến trụ sở để làm việc. Thằng Thành chưng hửng vì không lấy được chữ ký của mẹ vợ, nhưng vẫn xả vờ vui vẻ nói. Vậy là họ đã có thông tin rồi dì ạ. Thế thì tốt rồi, bác Hưng từ từ rồi sẽ cũng hồi phục, bà đừng lo nữa. Chồng nó phải cố nén sự thất vọng vì sợ lộ sơ hở, nhưng còn Hiền lại tỏ thái độ không vui mà nói với bà Lan. Kìa mẹ, chuyện vậy là mừng rồi, nhưng mẹ không ký giấy luôn cho xong đi, cứ giày dừa mãi lại thêm rắc rối. Bà Lan định thần lại mà nghe từng câu từng chữ của con nói ra, trong đó ẩn chứa cái gì đó không ổn. Nhưng thằng Thành lại nhanh trí, vội nháy mắt ra hiệu cho vợ im miệng, rồi nó còn trách vợ. Sao em cứ phải rối lên thế? Em lo cho ông, thế bác Hưng không phải là đáng lo à?
Ký thì tối nay hoặc ngày nào trong tháng ký mà trả được. Chúng nó tạm thời không làm gì ông đâu. Còn Hiến lúc này vừa nghe chồng như vừa nghĩ ra điều gì nên làm bộ mặt thưa thớt mà im lặng không nói. Đúng lúc ấy ông Bình từ ngoài vườn đi vào, thấy vợ đã về liền hỏi thăm. Còn nó đỡ cho mình, chiều tôi muốn xuống thăm nó. Bà Lan trả lời chồng. Nó không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tạm thời chưa cử động được hay nói năng được. Nhìn con mình nằm một chỗ bất động, tôi đau xót hết cả ruột. Ông Bình tiến lại vợ an ủi. Rồi con nó sẽ quả lại mà, mình đừng lo. Chứ mình nghĩ ngợi lại sinh bệnh, nhà này chẳng biết trông cậy vào ai. Bà Lan gật đầu rồi lại nói tiếp. Chiều ông đưa tôi xuống công an huyện đã, sau đó mình mới xuống viện với con được. Công an, họ vừa mới gọi cho tôi tới làm việc. Ông Bình vui vẻ nhận lời. Được, được, tôi nghe mình hết. Mình muốn làm gì, đi đâu thì cứ nói với tôi. Như đã hẹn trước, đúng 14 giờ chiều, ông Bình chở bà Lan đến trụ sở công an huyện. Bà Lan làm đúng như đồng chí công an lúc sáng đã nói. Bà tiến tại phòng trực ban, nói rõ sự tình và được cô nữ công an xinh đẹp dẫn vào tận phòng của đồng chí Lưu Ngọc Sơn, cán bộ phụ trách an ninh huyện. Vừa thấy ông Bình và bà Lan, đồng chí đã cất tiếng chào. Dạ, hai bác đây là người nhà của nạn nhân Phạm Thành Hưng có phải không ạ? Bà Lan trả lời. Vâng, chúng tôi là bố mẹ của Hưng. Sáng nay anh có gọi điện tới nhà, hẹn chúng tôi đến đây. Đồng chí Sơn rót chén nước trà rồi mời. Hai bác ngồi xuống, chúng ta cần trao đổi một số việc. Ông Bình và bà Lan không trả lời mà nghe theo ngồi xuống ghế. Đúng lúc này đồng chí Sơn lại nói tiếp. Theo những chứng cứ, bọn cháu đã xác minh ở hiện trường và kết luận của bác sĩ thì cháu khẳng định anh Hưng bị hành hung chứ không phải là bị tai nạn. Nên cháu mời gia đình tới để hỏi một vấn đề. Bà Lan sốt ruột liền nói. Có gì anh cứ nói. Đồng chí Sơn nói tiếp. Bác nghĩ kỹ xem, bản thân anh Hưng hay nhà mình có gây thù án với kẻ nào không? Bác có nghi ngờ ai làm chuyện này không ạ? Như sợ bà Lan và cảnh sát sẽ động tới mình, ông Bình vội trả lời. Không, gia đình tôi trước này hòa thuận với làng xóm, chưa từng gây thù chuốc án với ai, nên không đoán được ai lại làm thế với con trai mình. Nhưng chính lúc này bà Lan lại lên tiếng. Nếu nợ nần thì có, ông nhà tôi nợ tiền tên Hùng của chủ nhà nghỉ Vạn Phúc, nhưng con rể tôi đã đứng ra giải quyết, nên tôi nghĩ không có khả năng là hắn trả thù đâu. Đồng chí Sơn nghe trả lời của cả hai ông bà rồi mới đáp lại. Không thể loại trừ khả năng nào, chúng cháu sẽ xem xét điều tra dù là chứng cứ nhỏ nhất. Chiều nay sẽ có đồng chí Lâm phụ trách kỹ thuật cắt hình ảnh camera thu được ở quán nước cách hiện trường 500m. Nếu có đối tượng đeo bám anh Hưng thì chắc chắn sẽ thu được hình ảnh, hai bác cứ yên tâm. Bà Lan nghe công an nói như vậy thì thấy vui mừng, riêng ông Bình thì cười như mếu. Biết có động nên ông ta lại lo sợ sẽ bị lộ chân tướng. Bởi thế mà sau đó ông Bình không nhớ vợ và đồng chí công an nói gì, vì tâm trí của ông ta đã trở nên mơ hồ như tâm hồn treo ngược cành cây. Sau khi trao đổi sự việc và trả lời vài câu hỏi của công an thì bà Lan lại được ông Bình chở xuống bệnh viện tỉnh để thăm anh Hưng. Ông Bình tỏ ra là một người bố thương yêu con trai nên thái độ cũng rất khẩn trương. Đến viện, sau khi nghe Hà nói là Hưng đã đỡ hơn và nuốt được cháo, xương cổ cũng đỡ đau hơn, nên hỏi Hưng cũng đã biết lắc đầu mỗi khi không vừa một thứ gì đó. Thậm chí, anh cũng có thể khẽ gật đầu mỗi khi được hỏi có bằng lòng với thứ gì đó không. Khỏi phải nói là bà Lan đã vui mừng đến mức nào. Ông Bình bà Lan ở đó cũng đã đến tối, họ quyết định ở lại bệnh viện chăm Hưng để Hà nghỉ ngơi. Nhưng nói là có bố mẹ chồng rồi mà Hà vẫn không an tâm. Cô nằm trên giường bên cạnh chồng mà không ngủ được. Chốc chốc Hà lại mở mắt quay sang nhìn chồng. Nửa đêm khi Hà đi vệ sinh một lần nữa lại nghe được cuộc điện thoại của bố chồng và nhân tình. Ông Bình lại ca thán với con kia. Sáng nay tưởng mụ già ấy ký giấy, ai dè công an gọi không đúng lúc. Để ngày mai về anh sẽ cùng với cái Hiền tìm cách giải quyết cho mụ ấy ký vào giấy chuyển nhượng, chứ để lâu lại rắc rối thêm, đêm dài rồi lắm mộng. Em cố gắng chờ anh một thời gian nữa thôi. Hà nghe những lời ông bố nói thì thêm căm ghét ông ta. Cô quyết định sẽ về để tìm cách ngăn cản bố. Hà cũng nghĩ đã đến lúc nói cho mẹ chồng biết sự thật này. Nhưng mọi chuyện tiến hành nhanh hơn dự kiến của cả Hà và ông Bình. Sáng hôm sau, khi Hà chưa kịp nói gì với mẹ chồng và bà Lan cũng chưa về thì đồng chí công an huyện đã tới. Trên tay anh ta là hình ảnh của nhóm đối tượng khả nghi đã bám theo Hưng hôm đó. Khi nhìn vào những bức ảnh, Hà đã nhận ra trong nhóm của đó có kẻ đã đến nhà cô cùng với gã Hùng. Hà không kìm được thốt lên.
Tên này là tay chân của gã Hùng cơ mà. Vậy thì rõ rồi, chính là gã Hùng đã sai đàn em hại anh Hưng. Bà Lan nghe con dâu nói cũng vội vàng chạy đến mà ngắm ký bức ảnh, rồi bà giận dữ mà nói lắp bắp. Đúng này, chính là thằng đó. Đồng chí công an vội lên tiếng nhắc nhở. Gia đình cứ bình tĩnh đã, giờ cháu đưa bức ảnh này vào cho anh Hưng xác nhận. Tuy chưa nói được nhưng anh ấy gật đầu là đủ. Ngay lập tức sẽ có các đồng chí khác đến nhà nghỉ Vạn Phúc để bắt người. Nói rồi, đồng chí công an đó cùng với bà Lan và Hà đi vào phòng bệnh của anh Hưng. Còn ông Bình thì toát mồ hôi hột mà phóng xe chạy mất. Ông ta đoán vụ này khó trôi rồi. Lưới trời tuy thưa mà khó thoát, ông Bình cũng thừa hiểu chuyện đến nước này thì chạy đâu cho khỏi nắng. Nhưng ông ta vẫn cứ trốn vì ông ta sợ phải chịu hậu quả những việc xấu mình đã làm. Vì đang lo lắng cho Hưng và đợi đồng chí công an làm nhiệm vụ giúp Hưng nhận diện hung thủ, nên bà Lan và Hà không hề biết chuyện ông Bình đã biến mất. Trong phòng bệnh, đồng chí công an đưa tấm ảnh chụp nhóm nhi khoạn giơ ra trước mặt Hưng và nói: "Anh nhận ra chúng chứ?" Bất ngờ, Hưng thều thào nói: "Chính bọn này đã chặn xe đánh tôi." Nghe tiếng con trai, bà Lan xúc động đến bật khóc. "Con à, con nói được rồi ư?" Hưng trả lời mẹ với giọng nói đang còn yếu. "Con nói được từ đêm qua, nhưng lúc ấy nghe gọi thì mẹ ngủ gục không nghe thấy. Còn vợ con cũng không biết đi đâu. Sáng nay có bố ở đây nên con không dám nói, vì sợ bố biết con phục hồi sẽ làm liều." Bà Lan ngơ ngác hỏi lại: "Vậy là sao? Ông ấy đã làm gì con hả?" Lần này Hà nói rõ hơn với mẹ chồng. "Thực ra từ khi bố về, con đã vô tình biết bố vẫn liên lạc với cô Bồ và biết được cả âm mưu của bố với vợ chồng cái Hiên là muốn chiếm đoạt nhà, nên mới cùng anh Hưng điều tra. Mà bọn họ lại thông đồng cùng với cả tên Hưng để lừa gạt nhà ta. Có thể hôm ấy bọn chúng biết anh Hưng theo dõi nên mới cho bọn đàn em chặn đường đánh anh ấy ạ." Bà Lan vì tức giận mà gào lên: "Sao ông ấy lại có thể khốn nạn đến thế chứ?" Hà lại thông báo với mẹ chồng: "Con đã báo công an rồi ạ." Bà Lan lúc này chẳng trách con dâu: "Sao chúng mày lại không báo cho mẹ biết hả? Tại sao người trong cái nhà này ai cũng qua mặt tôi hết vậy?" Hà ôm bà an ủi: "Con xin lỗi, vì con không muốn bọn họ nghi ngờ. Và biết rằng con đã biết hết âm mưu của bọn họ, nên con không dám nói cho mẹ biết. Con xin mẹ tha thứ cho con." Đồng chí công an cũng lên tiếng: "Bác cứ bình tĩnh đã, hãy tin tưởng pháp luật sẽ đòi công lý cho bác. Cháu đã báo về cơ quan rồi, chắc có lẽ tên Hùng và đồng bọn đã bị bắt rồi. Nếu chúng khai ra một câu thì lập tức Thành cũng bị bắt luôn. Là người trong nhà thì cũng đau lòng thật, nhưng là họ đã chấp nhận thế chấp tình thân thì cũng phải chịu hậu quả. Nhưng quan trọng là thiếu bằng chứng về sự qua lại hợp tác giữa tên Hùng và Thành. Chỉ lo tên Hùng nhận tội và khai ra Thành thì Thành đã cao chạy xa bay." Hưng lúc này lại nói: "Các anh đến phòng VIP nhà hàng Huba, bên dưới cạnh bàn tôi có để máy ghi âm, hy vọng là nó vẫn ở đó." Đồng chí công an nghe vậy thì trả lời: "Cảm ơn anh, giờ tôi sẽ về và sẽ đến đó xem, anh cứ nghỉ ngơi đi." Nói rồi anh ta lại cười lớn: "Thôi, chào cả gia đình." Anh công an đi rồi, bà Lan mới sực nhớ ra điều gì. Bà chạy ra hành lang rồi lại xuống nhà giữ xe ở bệnh viện. Bà muốn đi tìm chồng, bà muốn tìm ông ta để hỏi xem tìm ông ta có máu không, tại sao lại đối xử với bà như vậy. Bà cũng muốn trút giận những nỗi tủi hờn, nhưng ông ta đã làm gì còn ở đây nữa. Bà Lan sau đó cũng thất thểu đi về phòng bệnh của con trai. Thấy mẹ chồng quay lại, Hà chạy đến ôm bà và khóc: "Mẹ, con sợ mẹ giận mà bỏ đi không thèm nhìn mặt bọn con nữa. Mẹ quay lại rồi là tha thứ cho bọn con, phải không mẹ? Con hứa từ nay không làm mẹ buồn nữa." Bà Lan lúc này đã bình tĩnh mà trả lời con dâu: "Mẹ không giận các con, mà buồn vì ông ấy thôi. Nếu bọn họ đã bạc bẽo như vậy thì cứ coi như là thuận theo ý trời mà để pháp luật xử đi." Lại nói đến ông Bình, ông ta bỏ vợ ở viện mà phi thẳng xe về nhà để thu dọn quần áo và đồ dùng cần thiết. Biết phen này khó thoát nên việc đầu tiên ông ta nghĩ là sẽ cùng người tình đến một nơi khác mà sống. Ông ta đang gấp quần áo thì con Hiên bế con đi dạo về. Nó giật mình thấy ông Bình nên hỏi một tràng: "Ơ, sao bố về một mình? Thế còn mẹ con đâu? Mà sao bố lại gấp quần áo và bao lô thế kia?" Ông Bình vừa gói ghém đồ vừa trả lời con gái: "Khả năng là chuyện thất bại rồi. Bọn công an đã lần ra được đũ đánh thằng Hưng. Bố sợ bọn ấy sẽ khai ra thằng Hùng, rồi cả thằng Thành nữa. Nên vợ chồng mày cũng liệu mà tính đi." Còn Hiền lúc này cũng hoảng hốt, nó lại chỉ trích và trách móc ông Bình: "Sao bố không báo luôn cho chồng con?
bố chỉ lo cho thân bố thôi à? Nếu giờ này con không bắt gặp, hỏi bố thì bố định thoát thân một mình à? Sao bố ích kỷ thế? Trước những lời này của con gái, ông Bình quát nó. Mày còn thời gian nói tao? Sao không gọi báo cho chồng mày đi? Cũng vì chúng mày xui nên tao mới ra nông nỗi này mà. Còn Hiền không muốn đôi co với bố nữa, gọi cho chồng, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút tút tưởng như vô tận. Đoán chuyện chẳng lành, nó gọi điện cho tên cấp dưới cùng làm với thằng Thành. Dây bên kia bắt máy, còn Hiền liền hỏi. Nam à, anh Thành có ở cơ quan không? Mà chị gọi mãi, không được vậy em. Thằng Nam đáp sửng sưng. Công an vừa đến triệu tập chồng chị đi rồi, nói rằng có liên quan đến vụ lừa đảo nào đó. Nói dứt câu thằng này tắt máy luôn. Vốn ở đời cái thói nâng cao đạp thấp là có gì là lạ. Thằng Thành kể như mất việc thì nó có cần gì nể chứ. Còn đối với con Hiên, nó nghe được thằng Nam nói thế thì ngã khủy. Nó gào lên quằn quại như con chó phải bà. Thế nhưng ông Bình cũng chẳng thèm quan tâm để ý tới con gái nữa, mà xách ba lô lên xe phóng mất. Ông Bình hy vọng là con bồ sẽ lo lắng cho ông ta mà cùng nhau chạy trốn ở nơi chân trời góc bể. Nên đến phòng trọ thấy nó, ông ta mừng như chát chết sống lại. Con này chưa biết chuyện gì nên thấy bồ già đến vẫn ngon ngọt mà ôm chầm lấy ông ta rồi hỏi. Anh đến thăm em à, anh có biết là em nhớ anh lắm không? Ông Bình trả lời trong sự gấp gáp. Mau thu dọn quần áo, đem hết tiền em có thể đi, đi cùng anh. Con này hí hửng hỏi lại. Kế hoạch thành công rồi hả anh? Sao mình không chờ bán nhà rồi chia tiền? Giấy đã ký rồi, mụ già có ăn vạ cũng không làm được gì chúng ta đâu. Ông Bình lúc này mới nói. Kế hoạch thất bại rồi, chúng ta trốn thôi. Chẳng ngờ con này quay ngoắt 180 độ mà lật bài ngửa với ông kia. Lão già kia, bấy lâu nay lão tưởng tôi yêu thương lão ư? Chẳng qua con gái lão nói cặp cùng lão để xui lão về lừa vợ, tôi nghĩ sẽ vơ được một món mới làm bồ của lão thôi. Chứ lão soi gương xem, mặt thì xệ như chó bu, tiền thì không có, tôi ở với lão làm gì? Giờ thế này thì lão cút đi, chuyện lão làm chẳng liên quan gì đến tôi cả. Ông Bình mới biết được bộ mặt thật của nhân tình thì chửi bới. À, mày lừa tao à? Rồi mày sẽ bị thằng khác nó lừa. Cái con cà ve kia, rồi mày sẽ chết vì ếch mà chết. Con kia giơ chuỗi đổi đánh ông, vừa đánh lại vừa mắng. Ai bảo lã giao rồi còn ngu, không cút đi thì tôi gọi người đập cho lão què chân ra. Bị nhân tình đáng tuổi con mình bội bạc hắt hủi xua đuổi, ông Bình lê từng bước chân vào trong một xóm trọ. Ông ta chỉ có một chút tiền, nhưng đến bây giờ cũng không biết đi đâu. Mỗi người đều phải trả giá cho việc mình đã làm. Đã gieo hạt đắng thì làm sao nhận được quả ngọt. Những gì ông Bình và con Hiên với thằng Thành đã làm đủ khiến chúng mất đi hạnh phúc. Sau khi thằng Thành và tên Hùng bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra, thì tối hôm ấy đồng chí Sơn lại gọi điện trực tiếp cho bà Lan thông báo. Thưa bác, chúng cháu đã thu được máy ghi âm trong phòng VIP của nhà hàng Huba theo lời của anh Hưng. Chuyện có liên quan đến cả cô Hiên là con gái của bác. Chúng cháu sẽ triệu tập cô ấy đến để lấy lời khai. Tuy nhiên đối với cô ấy thì sẽ không có gì nghiêm trọng, nên cháu nói chuyện với bác trước. Bà Lan trả lời với giọng mệt mỏi. Hãy làm những gì các anh cho là đáng làm. Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi, nên không cần làm công tác tư tưởng cho tôi đâu. Đồng chí Sơn cũng đáp lại trong sự ngượng ngùng. Dạ, vậy thì cháu chào bác. Cúp máy rồi bà Lan mới khóc. Bà thấy cuộc đời này thật là tồi tệ với mình. Phải chăng vì từ trước bà đã quá mềm yếu với chồng và không dạy dỗ con gái đến nơi đến trốn. Sáng hôm sau còn Hiền để con ở nhà cho bà Lan trông, nhưng không nói với bà một câu, cứ như cái kiểu bà ấy có lỗi với nó. Chiều hôm ấy, Hà xin chồng cho ra viện sớm vì bà Lan không biết đi xe máy, mà cô đang có thai cũng đi lại bất tiện. Hơn hết, đó là ý của Hưng vì anh không muốn nằm một chỗ ở trong phòng bệnh ngột ngạt. Hà vừa dìu Hưng lên phòng thì cô quay lại sát mặt con Hiên ở chân cầu thang. Nó vẫn mặt dày tỏ vẻ lì lợm mà không biết hối hận, nhưng lần này con Hiên lại mở miệng cầu xin Hà. Bác, em xin bác nói với bà không truy cứu trách nhiệm hình sự chuyện này có được không? Một người là chồng, một người là con rể, nỡ lòng nào bà lại muốn họ vào tù. Bà chỉ nghe bác mà, nên bác thường cụ tủn mà nói với bà một câu giúp em. Chứ anh Thành đi tù, mẹ con em làm sao mà về được bên đấy? Rồi cuộc sống sau này sẽ thế nào đây? Hà thản nhiên đáp lại lời em chồng. Việc này cô lên trực tiếp nói với bà, chứ tôi cũng không có quyền gì cả. Còn Hiền lại nói. Chẳng phải mọi việc đều là do bác tác động với bà sao? Bây giờ bác nói thì bà nghe, chứ em làm sao mà nói được? Nhưng khi Hà chưa kịp trả lời nó thì bà Lan từ ngoài vườn đi vào rồi nói.
Khi chúng mày cấu kết muốn chiếm nhà tao, thì mày có nghĩ tao là mẹ của mày không? Đến mày cũng vậy, thì thằng Thành coi tao ra gì? Thậm chí cả bố mày cũng khốn nạn. Giờ mày lại muốn tao tha bổng cho chúng mày, mà không phải trả giá gì sao? Con Hiền quay lại nhìn mẹ nó với ánh mắt căm hờn. Tôi có ngày này là do bà. Lúc nào bà cũng chỉ coi thằng Hưng như báu vật. Việc gì nó làm cũng đúng. Ngay cả khi nó cưới vợ về, bà cũng coi con dâu hơn tôi. Nếu bà đã như vậy thì tôi không cần. Để xem bà đẩy chồng con vào tù thì có được hạnh phúc không? Bà Lan tức giận chỉ thẳng vào mặt con rồi quát. Mày cút đi, cút ra khỏi nhà tao. Từ giờ tao không bênh mày nữa, vì chưa bao giờ mày làm đúng cả. Mày chỉ là đứa mất dạy và ích kỷ. Chính ông Bình đã làm hư mày. Nếu mày biết hối lỗi mà khuyên bố mày về, tao có thể suy nghĩ khác. Nhưng bố con mày làm tao thất vọng quá. Con Hiền không nói gì nữa mà chạy thẳng lên phòng thu dọn quần áo đồ đạc của hai mẹ con nó. Còn bà Lan quá ất hận mà khóc nức lên. Hà lại bên cạnh an ủi mẹ chồng. Cô không ngờ mọi chuyện lại khủng khiếp đến như thế này. Nhưng con Hiền chưa bao giờ hiểu nó sai ở đâu. Trong lòng nó chất chứa hận thù với mẹ đẻ, anh trai và chị dâu. Khi nó vừa kéo vali và bế con xuống phòng khách, đi qua phòng bà Lan, nó bà chạy lại, dúi thẳng vào tay nó rất tiền mà nói. Đây là 20 triệu thằng Thành giúp, tao trả lại mày. Sống cho tốt con ạ. Mày suy nghĩ kỹ vậy những việc mày làm đi. Con Hiền rằng lấy tiền từ tay mẹ cất vào túi sách mà không đáp lại một lời nào. Đúng lúc ấy, Hà bước lên cầu thang để bê cơm vào phòng cho chồng thì bị con Hiền giật tóc rồi vào mặt chị dâu mà mắng. Tất cả là tại mày, mày xui khiến bà ấy. Hà bất ngờ làm đổ khay cơm, cô quay lại gỡ tóc em chồng mà bị chơi với nên ngã xuống đất. Khi bà Lan xông tới định can thì cô đã nằm dưới chân cầu thang rồi. Bởi thế lúc ấy bà chỉ biết gào lên. Hà ơi là Hà! Hà nén đau nói với mẹ chồng. Mẹ gọi người mau đưa con đi viện, chắc con sắp sinh rồi. Hưng trên phòng đoán được chuyện chẳng lành, nhưng anh còn đau không thể xuống được, chỉ có thể gọi Vọng xuống. Mẹ ơi, vợ con sao rồi? Bà Lan không trả lời con trai mà cuống cuồng lo cho con dâu. Nhân lúc này con Hiền cũng chuẩn mất. Sau khi đến bệnh viện thì Hà cũng đã sinh con gái thuận lợi. Tuy thiếu ngày nhưng hai mẹ con đều khỏe mạnh. Con bé cũng nặng 2,8 kg. Chính Hà nói với mẹ chồng. Mẹ con bình an nên chuyện này không truy cứu nữa, mà tha cho cái Hiền đi mẹ. Rồi mọi chuyện cũng qua. Bà Lan và vợ chồng Hưng Hà lại quay trở về cuộc sống bình yên. Hưng cũng nhanh chóng bình phục. Riêng ông Bình vẫn trốn chui trốn lủi ở đâu đó không rõ. Còn Hiền nghe nói về bên kia cũng bị mẹ chồng đay nghiến suốt. Cuộc sống xem chừng chẳng dễ thở. Còn đối với bà Lan, sâu thẳm trong trái tim của người phụ nữ, trước cảnh gia đình tan nát, thực tâm bà cũng buồn lắm. Hà hiểu nhưng không biết an ủi mẹ chồng thế nào. Rồi thời gian sau phiên tòa xét xử vụ án chiếm đoạt tài sản diễn ra, tất cả các bị cáo cúi đầu nhận tội. Thẳng Thành với tội danh chủ mưu bị phạt 5 năm tù. Tiên Hùng không phải chủ mưu nhưng lại thêm tội cố ý gây thương tích cũng bị phạt 5 năm tù và buộc trả lại sổ đỏ đã giữ trái phép cho bà Lan. Đến tận lúc ấy, hắn mới nhận ra bọn quan chức mà hắn qua lại, khoanh tay làm ngơ, chứ còn kẻ nào mà ngon ngọt anh em như lúc hắn đến tặng quà. Còn bọn đệ tử của hắn ta cũng lần lượt bị phạt từ 6 tháng đến 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Còn Hiền bị tuyên án đồng lõa, nhưng nó không trực tiếp tham gia và có con nhỏ dưới 36 tháng nên chỉ bị 1 năm tù treo và cấm đi khỏi nơi cư trú. Khi ấy ông Bình đã trốn đi đâu không ai rõ, nên tội của ông ta chưa tuyên mà chờ được xét xử sau. Rồi đến một ngày bà Lan nhận được một cuộc gọi điện thoại. Bên kia là giọng một người đàn ông có lẽ là người miền Nam. Người này sau khi bà Lan bắt máy liền nói: "Cho hỏi đây có phải bà Lan không ạ?" Bà Lan nghe thấy trả lời: "Vâng, anh là ai?" "Tôi là người phụ hồ cùng với ông Bình, chồng của bà. Tôi thông báo cho bà ấy biết, ông ấy trên đường đi làm về đã bị xe tải trông trúng, hiện đang ở bệnh viện tỉnh Đắk Lắk. Trước khi ông ấy bất tỉnh, có nói với tôi gọi cho bà." Bà Lan nghe thế sợ hãi, làm rơi cả điện thoại. Khi bình tĩnh lại, bà nói với Hưng, rồi cả nhà bàn bạc, Hưng sẽ vào đó chăm sóc đón ông ấy về. Dù gì vẫn là chồng, là cha, còn tình nghĩa. Nhưng khi anh vào tới nơi thì ông Bình đã mất, Hưng lại quyết định hỏa táng để mang tro cốt bố về. Thế là ông Bình cũng hết một đời, cho đến khi chết cũng chẳng ai dò ngó, cũng chẳng hiểu đã có giây phút nào ông cảm thấy hối tiếc khi đã đánh mất gia đình chưa. Trên đời này là vậy, dẫu có thoát khỏi pháp luật trừng trị thì luật nhân quả làm sao
có thể thoát. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc câu chuyện